Sau 55 tuổi, nhất định phải làm được 8 việc này càng sớm càng tốt, tiết kiệm tiền để con cái tự lo, giữ sức khỏe, cuộc sống ấm êm, hạnh phúc. Đây là 8 điều mà những người sau 55 tuổi nên làm để cuộc sống hiện tại và tương lai thêm hạnh phúc. Nhiều người trong suốt khoảng thời gian nửa đầu cuộc đời, họ đã chăm chỉ làm việc, rất bận rộn không có nhiều thời gian cho bản thân. Nhưng sau 55 tuổi, chúng ta nên tập trung vào bản thân mình hơn, cố gắng làm được những điều bản thân mong muốn. Lập kế hoạch cho cuộc sống của bạn trong những năm sau 55 tuổi theo những thay đổi của tuổi tác và thời đại là tầm nhìn xa. Tuổi già cần dựa vào điều gì? Điều này đòi hỏi phải suy nghĩ và lập kế hoạch sâu sắc dựa vào chính mình lên kế hoạch tốt cho cuộc sống của mình là một khái niệm cơ bản và nó cần được thực hiện càng sớm càng tốt cụ thể nếu bạn làm tốt những điều sau đây bạn sẽ không rơi vào trạng thái khó khăn một tiết kiệm tiền hầu hết chúng ta đều trải qua thời kỳ khó khăn về vật chất khi còn nhỏ và vì thế Chúng ta đều trở nên rất chăm chỉ. Trong quá trình lớn lên, cuộc sống rất eo hẹp nên chúng ta đã quen với việc sống đạm bạc. Sau đó, chúng ta không ngừng chăm chỉ làm việc kinh doanh và dần trở nên có điều kiện hơn, thậm chí là dư giả. Nhưng sau tuổi 55, đừng phung phí mà hãy tiếp tục tiết kiệm. Có câu từ tiết kiệm dẫn đến xa hoa thì dễ, nhưng từ xa hoa mà muốn tiết kiệm thì cực kỳ khó. Khi người ta già và có tiền tiết kiệm, họ có thể chuẩn bị sẵn sàng cho nhiều tình huống bất ngờ khác nhau. Những lúc đau ốm, bệnh tật, việc có tiền tiết kiệm dự phòng để lo cho bản thân lại càng quan trọng. 2. Giữ công việc ổn định và nghỉ hưu suôn sẻ. Những người già có tiền tiết kiệm nhưng không có tiền hưu trí vẫn có chút hoảng sợ. Có lương hưu đồng nghĩa với việc không phải lo lắng quá nhiều về chi phí sinh hoạt sau này. Theo lẽ thường, chúng ta phải tính đến chuyện nghỉ hưu ở tuổi 40 chứ không phải 50. Nhưng sau 50 tuổi, chúng ta cần cân nhắc làm thế nào để ổn định cơ hội nghỉ hưu của mình. Hãy làm việc chăm chỉ, dù khó khăn cũng phải kiên trì. Sau khi bạn đạt đến tuổi 60, mọi việc trở nên thực sự dễ dàng. Bạn biết đấy, bạn làm việc ở đâu cũng sẽ không tránh được khó khăn, không có ai hoàn toàn hài lòng với công việc. Nếu bạn chịu đựng được và có thái độ tích cực hơn thì công việc của bạn sẽ suôn sẻ hơn. Công việc ổn định thu nhập ổn định, bạn sẽ tích cóp được thêm một khoản tiền để nghỉ hưu. Ba, để con cái tự lập, tự lo. Các bậc cha mẹ đặc biệt ở các gia đình chỉ có một con thường rất thương và bao bọc con cái. Cũng có nhiều bậc cha mẹ đã chuẩn bị sẵn nhà, xe cho con, thậm chí còn tìm mọi cách để chuẩn bị công việc tốt cho con họ chuẩn bị mọi thứ cho con cái và con cái sẽ thường ngồi lại và tận hưởng thành quả hãy thử nghĩ xem nếu bố mẹ làm mọi việc như vậy thì con cái làm sao có tính tự lập tạo được khả năng tự lo vì vậy đừng chiều chuộng con cái mà hãy cho chúng học hành tử tế hơn buộc chúng phải tự lập và có một gia đình tốt cha mẹ sẽ yên tâm nếu con cái thành đạt và không phải lo lắng cho con cái suốt đời. 4. Trân trọng người bạn đời khi đến tuổi trung niên có một người dành nhiều thời gian quan tâm chăm sóc bạn nhất chính là người bạn đời của bạn. đến thời điểm này bạn càng phải trân quý người bạn đời của mình hơn hãy quan tâm đến gia đình nhiều hơn học cách nhường nhịn và quan tâm người bạn đời cạnh bên nhiều hơn mối quan hệ sẽ tốt đẹp hơn và cả hai đồng hành cùng nhau đến hết cuộc đời năm tạo cho mình không gian sống tốt qua tuổi trung niên chúng ta cần có một căn nhà không gian sống ổn định nếu bạn chưa bao giờ có nơi để ở việc cải tạo ngôi nhà ở quê cũng có thể giúp bạn chu cấp cho bản thân khi về già nếu điều kiện tốt bạn có thể mua một ngôi nhà nhỏ ở thành phố dù sao thì bạn cũng cần phải có một ngôi nhà và đừng để bản thân rơi vào tình trạng nghỉ hưu không biết phải đi đâu ở đâu bạn nên chuẩn bị cho ngôi nhà của riêng của mình thật ấm cúng suy cho cùng con cái lớn lên cũng phải có gia đình riêng. 6. Chăm sóc cha mẹ và truyền lại truyền thống gia đình. Ở tuổi ngoài 50, hãy chăm sóc, làm tròn chữ hiếu với cha mẹ già. Chúng ta luôn có một nỗi lo, đó là sau này con cái có hiếu thảo với mình không? Suy cho cùng, con cái sẽ nhìn cha mẹ là tấm gương nếu chúng ta hiếu thảo với cha mẹ, con cái sẽ học hỏi và duy trì truyền thống hiếu thảo với ông bà, cha mẹ. 7. Tập thể dục giữ sức khỏe. Nếu có sức khỏe tốt, bạn sẽ không phải lo lắng về cuộc sống ở tuổi già. Suy cho cùng, nếu bạn có thể tự chăm sóc bản thân, bạn cũng có thể tận hưởng được niềm vui khi nghỉ hưu sau 55 tuổi, sức khỏe có xu hướng suy giảm nên chúng ta nên hạn chế làm việc quá sức, chứ đừng nói đến thức khuya, say xỉn. Hãy phát triển những thói quen tốt và nâng cao tính kỷ luật tự giác trong việc rèn luyện thể chất và một cuộc sống khỏe mạnh, hạnh phúc sẽ bắt đầu ở nửa sau cuộc đời bạn. Một người bệnh thì cả nhà đều vất vả. Vậy nên khi ở tuổi ngoài 55, Hãy giữ sức khỏe của mình thật tốt. 8. Giao tiếp xã hội vừa phải và duy trì kết nối. Đối với nhiều người, sau 55 tuổi, họ ngừng duy trì những mối quan hệ xã giao, chọn lọc các mối quan hệ chất lượng. Gia đình, bạn bè tốt, thân thiết là những mối quan hệ cần được đặt lên hàng đầu. Không có gì sai khi dựa dẫm vào người thân bạn bè một cách có chừng mực và cùng giúp đỡ, quan tâm lẫn nhau những lúc gặp khó khăn. Chúng ta, những người sau 55 tuổi, cần phải điều chỉnh công việc, cuộc sống, các mối quan hệ, tùy theo hoàn cảnh gia đình của chính mình. Bạn phải luôn lên kế hoạch trước để khi dông bão ập đến, bạn có thể sống bình yên. Một tuổi già hạnh phúc thực ra là tận hưởng thành quả của tuổi trung niên. Ở tuổi 55 trở đi, chúng ta sẽ đối mặt với nhiều bước ngoặt của cuộc đời. Nếu như có đủ năm đặc điểm này, bạn chính là người may mắn và dễ thành công. Giận may là yếu tố quan trọng trong cuộc sống mà không phải ai cũng có được khi có giận may chúng ta dễ thành công hơn trong sự nghiệp và cuộc sống đặc biệt họ có những đặc điểm chung dưới đây một người dễ chấp nhận đối mặt trong cuộc sống mỗi người thường phải đối diện với khó khăn và thậm chí là những bước ngoặt lớn lao nếu như chúng ta không chịu chấp nhận nhìn vào sự thật và tìm cách vượt qua thì thật khó dương lên trong cuộc sống khi biết đối mặt với những khó khăn bạn có thêm sức mạnh bản lĩnh để vượt qua sau đó bạn cũng có thể đón nhận những vận may mới tiếp tục tạo nên thành tựu riêng chỉ khi bạn bước qua được thất bại của chính mình thì vận may mới có thể kéo đến bởi vậy, hãy trở thành một người dám đương đầu, bản lĩnh và mạnh mẽ trong mọi hoàn cảnh cuộc sống. 2. Trân trọng người bên cạnh mình. Mỗi chúng ta đều có những mối quan hệ tốt đẹp trong đời. Đó là những người luôn ở bên cạnh bạn mà không quan tâm tới tiền bạc, vật chất, hưởng lợi. Họ có thể sẵn sàng giúp đỡ bạn trong những lúc khó khăn. Đây chính là những người có thể đem lại cho bạn những vận may trong đời. Bởi vậy, người khôn ngoan sẽ luôn trân trọng những người đối xử tốt với mình. Đây có thể là dấu hiệu tốt để họ có thể đón nhận nhiều vận may hơn. 3. Luôn tò mò và ham học hỏi. Những người may mắn sẽ không bao giờ ngừng học hỏi và khám phá họ tò mò về những điều mới mẻ và sẵn sàng thử nghiệm để có thêm kiến thức kinh nghiệm trong mắt họ học tập là một hành trình không bao giờ kết thúc chỉ có học tập không ngừng mới có thể khiến chúng ta phát triển hoàn thiện mỗi ngày những người chăm chỉ học hỏi dễ có được nhiều cơ hội trong cuộc sống công việc từ đó Họ có thể đạt được những thành tựu riêng trong sự nghiệp của mình. Đó chính là điều cốt lõi khiến họ hài lòng về bản thân. 4. Có kế hoạch, mục tiêu của riêng mình. Mỗi người cần đặt ra những mục tiêu riêng trong cuộc sống của mình. Đây là cách để bạn có thể tiến gần hơn với thành công, với những điều bạn mong muốn. Chỉ khi có mục tiêu cụ thể, ta mới biết cần làm gì để đạt được những điều ấy. trong quá trình tiến tới mục tiêu, có thể chúng ta sẽ gặp nhiều may mắn, nắm bắt được những cơ hội tốt để thành công hơn. người có mục tiêu rõ ràng cũng như được tiếp thêm sức mạnh, họ sẽ tìm nhiều cách để phấn đấu, đạt được điều mình mong muốn và hoàn thiện bản thân mình hơn. năm lạc quan những người lạc quan thường sẽ đón nhận vận may bất ngờ khi con người lạc quan những điều tốt đẹp thường sẽ tới họ luôn tin rằng mọi chuyện sẽ trở nên ổn thỏa và luôn thể hiện thái độ kiên trì chăm chỉ nỗ lực bởi vậy họ dần tới gần thành công và có được những thành tựu ấn tượng trong cuộc sống cách chúng ta suy nghĩ sẽ quyết định cuộc đời vận mệnh của ta những người sống tiêu cực có thể sẽ đánh mất những cơ hội vì luôn nghĩ tới những điều xấu xa tệ hại bởi vậy họ càng khó giới tới thành công mà mình mong muốn ngược lại những người luôn tích cực lạc quan tin tưởng vào khả năng của bản thân tin rằng nỗ lực của mình sẽ được đền đáp xứng đáng trên 55 tuổi, nếu có năm biểu hiện này sau khi thức dậy buổi sáng thì chứng tỏ bạn có một cơ thể khỏe mạnh và tuổi thọ tốt. Khi vừa thức dậy, một số dấu hiệu đơn giản có thể phản ánh tình trạng sức khỏe của người già. Tràn đầy năng lượng và tư duy nhanh nhạy. Sau khi thức dậy vào buổi sáng, nếu bạn cảm thấy cơ thể tràn đầy năng lượng và suy nghĩ nhanh chóng, điều này có nghĩa là chất lượng giấc ngủ rất tốt. Đồng thời, đây là dấu hiệu cho thấy não của bạn nghỉ ngơi đầy đủ và được bổ sung các chất dinh dưỡng thường xuyên. Chúng ta nên bắt đầu giấc ngủ vào lúc 22 giờ và thức dậy lúc 7 giờ hôm sau. Nếu duy trì được giấc ngủ như vậy, khi chúng ta thức dậy vào buổi sáng, đầu óc sẽ vô cùng minh mẫn, cơ thể tràn đầy năng lượng khỏe khoắn. Bạn sẽ có động lực để hoàn thành nhiều hoạt động trong ngày vì cơ thể đã được nghỉ ngơi đầy đủ. Không đau mỏi khớp, vận động thoải mái. Nếu bạn không cảm thấy đau khớp sau khi thức dậy vào buổi sáng và có thể di chuyển thoải mái, Điều này có nghĩa là xương khớp của bạn vô cùng khỏe mạnh. Bệnh về xương khớp là một trong những vấn đề người già gặp phải nhiều nhất. Những người trên 60 tuổi nếu không quan tâm tới vấn đề xương khớp thường mắc phải nhiều căn bệnh khác nhau. Điều này sẽ khiến cơ thể gặp nhiều khó khăn khi di chuyển. Đặc biệt tác động của xương khớp với cơ thể sẽ được thể hiện rõ nhất vào buổi sáng. Nếu như bạn có thể dễ dương di chuyển mà không bị đau nhức hay mỏi mệt thì chúc mừng bạn đang có một sức khỏe tuyệt vời. Ăn ngon và tiêu hóa bình thường Một điểm nữa mà bạn cũng cần chú ý sau khi thức dậy vào buổi sáng là hệ tiêu hóa của mình. Nếu bạn có thể ăn sáng bình thường mà không bị đau bụng, đầy hơi hay khó tiêu thì chứng tỏ hệ tiêu hóa của bạn đang hoạt động khá tốt. Khi về già, chúng ta phải đối mặt với nhiều vấn đề về sức khỏe bao gồm cả sự gia tăng các rối loạn sức khỏe tiêu hóa. Gần 40% người lớn tuổi từng trải qua một hoặc nhiều triệu chứng tiêu hóa liên quan đến tuổi tác mỗi năm. Tuổi cao khiến hệ tiêu hóa đồng thời giảm cả ba chức năng, co bóp, tiết dịch và hấp thu. Chính vì những lý do này mà nhiều chứng bệnh đường tiêu hóa rất dễ phát sinh như nghẹn, nấc, đầy bụng, táo bón hoặc phân không thành khuôn. Bạn nên chú trọng chế độ ăn uống để hệ tiêu hóa được hoạt động khỏe mạnh. Về già, vào thời điểm sau khi thức dậy, bạn nên chọn những thực phẩm nhẹ nhàng, dễ hấp thu để cơ thể thoải mái nhất. Mắt sáng và tầm nhìn ổn định. Sau khi thức dậy, mắt sẽ mở đầu tiên. Nếu như bạn thấy thị lực của mình lúc này sáng, không có quá nhiều nước mắt, thị lực tương đối ổn định thì chứng tỏ mắt của bạn khá khỏe mạnh. Sau tuổi 60, khi cơ thể bắt đầu lão quá, nhiều bộ phận trên cơ thể sẽ dần trở nên kém hơn trong đó có mắt đại đa số người già đều có khả năng bị diễn thị điều này khiến mắt bị mờ và khá hạn chế tầm nhìn các bệnh về mắt ở người già có thể gây ảnh hưởng đến thị lực hoặc nặng hơn có thể dẫn đến mù lòa nếu không phát hiện và chữa trị kịp thời vậy nên nếu như sau khi thức dậy Mắt của bạn vẫn hoạt động tốt, vẫn có thể nhìn mọi thứ, màu sắc xung quanh thì bạn đang sở hữu điều mà rất nhiều người mong muốn. Nhịp tim ổn định và nhịp thở đều. Nhịp tim và nhịp thở đối với những người cao tuổi là cực kỳ quan trọng. Nếu sau khi thức dậy vào buổi sáng, nhịp tim của bạn ổn định nhịp thở đều hay không có bất cứ hiện tượng khó thở hoặc tức ngực nào thì chứng tỏ hệ thống tim phổi trong cơ thể bạn đang hoạt động khá tốt nhiều người có triệu chứng căng tức ngực nhịp thở nhanh và dồn dập sau khi thức dậy điều này ảnh hưởng rất tiêu cực đến sức khỏe của người cao tuổi để giữ gìn chức năng tim phổi người trên 55 tuổi cũng nên duy trì các hoạt động tập luyện nhẹ nhàng để cơ thể dễ dàng thích nghi sau những hoạt động có phần quá sức. Đối với người trung niên và người cao tuổi, sức khỏe là tài sản quý giá nhất. Bằng cách quan sát cơ thể với năm biểu hiện trên sau khi thức dậy vào buổi sáng, bạn có thể bước đầu đánh giá được tình trạng sức khỏe của mình. Tất nhiên, bạn vẫn nên thường xuyên đi kiểm tra và rèn luyện những thói quen sinh hoạt lành mạnh, hy vọng tất cả chúng ta đều có một sức khỏe tốt và lâu dài. Sau 55 tuổi, đàn ông còn duy trì được năm tốt chứng tỏ sức khỏe vô biên, thể lực như mới 30 tuổi. Khi đàn ông bước vào ngưỡng tuổi U60, Họ dễ gặp các vấn đề về sức khỏe. Bởi vậy, những người vẫn duy trì được năm điều dưới đây thì nên trân trọng thể lực của mình. Sức khỏe con người là tài sản hữu hạn. Khi chúng ta già đi, sức khỏe cũng sẽ suy giảm nghiêm trọng. Đây là điều ai ai cũng lo sợ, nhất là những người ở lứa tuổi trung niên. Đối với nam giới từ tuổi 55 trở đi, họ dễ nhận thấy những dấu hiệu sức khỏe xuống dốc. Họ có thể gặp các vấn đề về xương khớp, về diện mạo, dốc dáng. Tuy nhiên, thực tế vẫn có nhiều người trẻ trung hơn tuổi thật, giữ được sự nhanh nhẹn, dẻo dai và khỏe khoắn. Nếu như bạn còn giữ được năm điều này chứng tỏ sức khỏe vẫn ổn định, sung sức và tràn đầy sinh lực. Một chất lượng giấc ngủ tốt nhiều người gặp tình trạng mất ngủ ngủ chập chờn khó ngủ khi bước vào tuổi trung niên đây là yếu tố ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của chúng ta nếu như không biết cách cải thiện con người dễ rơi vào trạng thái lờ đờ mệt mỏi khi thiếu ngủ lâu dài không chỉ vậy họ còn không thể tập trung vào công việc sa sút trí nhớ và thiếu năng lượng. Vì vậy nếu như bạn ở ngưỡng tuổi ngoài 55 nhưng vẫn đảm bảo được chất lượng giấc ngủ thì quả thật đáng nể. Một giấc ngủ ngon đem lại cho bạn sự sảng khoái, tỉnh táo, giúp cơ thể lúc nào cũng tràn đầy sự tích cực và chứng tỏ sức khỏe ổn định. Hai, răng tốt. Theo thời gian răng của chúng ta cũng trở nên yếu hơn và thường bị đau nhất khi răng miệng có vấn đề chúng ta thường cảm thấy chán ăn không muốn nạp bất kỳ loại thực phẩm nào vào cơ thể việc này ảnh hưởng tới sức khỏe của con người khiến sức đề kháng suy giảm để hạn chế tình trạng này mỗi người đều cần nâng cao ý thức bảo vệ răng miệng Chúng ta có thể ăn các loại thức ăn mềm, đánh răng đủ hai lần ngày, thường xuyên đi khám răng định kỳ để phát hiện những dấu hiệu bất thường. Một người đàn ông ngoài 55 tuổi vẫn có hàm răng chắc khỏe và trắng sáng là tín hiệu tốt. Những người này vẫn sở hữu một thể chất ổn định, đến người trẻ tuổi cũng phải ghen tị. Ba, Thính giác tốt một người đàn ông có thể lực ổn định sẽ sở hữu thính giác tốt ở tuổi U60. Khi nhiều người đối mặt với tình trạng thính giác giảm sút thì họ vẫn có đôi tai nhạy bén ở ngưỡng tuổi trung niên. Đây là điều đáng mừng với nam giới, là dấu hiệu cho thấy sức khỏe của họ vẫn ổn. Nam giới nên dành thời gian thăm khám định kỳ để đảm bảo mình vẫn ổn trong mọi lứa tuổi. Đây cũng là cách để họ tự chăm sóc, yêu thương bản thân mình và tạo tiền đề quan trọng cho sống vui, sống thọ. 4. Đi đại tiện thoải mái. Nhiều đàn ông trung niên và người già thường bị táo bón. Sở dĩ tình trạng này xuất hiện là do nhu động dạ dày ruột của con người sẽ suy giảm theo tuổi tác. Mặt khác, nhiều người đàn ông không để tâm tới chế độ ăn uống hàng ngày, thường xuyên nạp vào cơ thể chất kích thích, ăn ít chất xơ, thừa chất béo. Tình trạng này ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe của nam giới nếu kéo dài. Vì vậy, họ cần cải thiện ngay lối sống sinh hoạt, ăn uống để tự bảo vệ thể chất của mình. Nếu một người đàn ông ở ngưỡng tuổi U60 vẫn có thể đi đại tiện thoải mái, không gặp điều gì bất thường thì thật đáng mừng. Đây là một trong những dấu hiệu cho thấy hệ thống tiêu hóa bài tiết trong cơ thể bạn diễn ra bình thường, chứng minh thể chất ổn định. 5. Cơ thể ổn định khi tập thể dục Nam giới ngoài 55 tuổi cần tập thể dục thể thao thường xuyên để tăng cường sức khỏe và tăng khả năng sống thọ. Tuy nhiên, nhiều người lại tự rước họa vào thân vì xuất hiện những dấu hiệu bất thường lúc tập luyện. Nếu như bạn đau ngực, khó thở, chóng mặt, nhịp tim không đều, khi vận động thì nên dừng lại ngay. Đây có thể là những cảnh báo đầu tiên từ cơ thể cho thấy sức khỏe của bạn có vấn đề. Một người có sức khỏe ổn định sẽ không gặp dấu hiệu bất thường nào khi tập thể dục. Họ sẽ cảm thấy cơ thể dẻo dai, sức khỏe ổn định hơn sau khi vận động thay vì mệt mỏi, quể oải. Nếu người nào ngoài 55 tuổi vẫn đảm bảo được yếu tố này chứng tỏ họ là người có thể chất ổn định cần trân trọng tài sản quý báu ấy. Sau 55 tuổi, nam giới cung cấp đủ bốn loại dưỡng chất này không những có sức khỏe dẻo dai mà còn có thể kéo dài tuổi thọ. Để có được địa vị và thành công, đàn ông phải chăm chỉ kiếm tiền và làm việc. Do đó, điều đàn ông thực sự cần nhất chính là sức khỏe sau khi bước sang tuổi trung niên cơ thể nam giới dần lão quá do đó việc chăm sóc sức khỏe lại càng được quan tâm hơn bên cạnh việc tập thể dục để khỏe mạnh hơn nam giới cũng nên bổ sung bốn loại dưỡng chất sau đây để có thể lực tốt hơn những dưỡng chất này chính là liều thuốc bổ mà phát mạnh cần để có một cơ thể dẻo dai và kéo dài tuổi thọ một axit béo giúp chăm sóc tim cho nam giới axit béo omega 3 có thể ngăn ngừa các tiểu cầu trong máu kết tụ lại với nhau để tạo thành mảng tăng lưu lượng máu giảm huyết áp và mức chất béo trung tính đồng thời duy trì nhịp tim đều đặn các nghiên cứu đã chỉ ra rằng axit béo omega-3 thực sự có thể làm giảm tỷ lệ tử vong do bệnh tim và có thể điều trị hiệu quả các bệnh tự miễn dịch, điều chỉnh hàm lượng lipid của tế bào não và trì quản sự lão hóa của tế bào não. Các loại thực phẩm như cá mòi, cá ngừ và cá trích được coi là nguồn cung cấp omega-3 dồi dào. 2 canxi si giúp xương của nam giới chắc khỏe. Một thực đơn không cân bằng sẽ khiến lượng canxi từ thực phẩm hàng ngày không đủ cho cơ thể. Điều này khiến cho nam giới ở tuổi trung niên đang mất dần canxi mỗi ngày. Liều canxi hàng ngày được đề nghị cho nam giới là 1.000mg trên ngày. Nam giới trên 50 tuổi nên nhận 1.200mg trên ngày canxi si có trong thức ăn tự nhiên như sữa, da guốc và phô mát. 3. Chi tinh giúp khớp khỏe, linh hoạt hơn. Sau tuổi 55, các khớp không còn linh hoạt như năm 20 tuổi do lượng chi tinh trong cơ thể ít đi. Theo các nghiên cứu, chi tinh hay còn gọi là kỳ tinh có thể làm giảm đau khớp và tăng 25% sức mạnh của khớp đồng thời có thể ngăn ngừa bệnh viêm khớp đầu gối dạng thấp. Nam giới nên bổ sung tôm và cua vào chế độ ăn uống hàng ngày để có thể làm tăng lượng chi tinh trong cơ thể. 4. Selen, chất giúp nam giới chống lại bệnh ung thư. Không một chất dinh dưỡng nào có khả năng chống ung thư tốt hơn selen, chất có khả năng giảm tổn thương DNA và stress oxy hóa tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn và tiêu diệt các tế bào ung thư. Việc thiếu selen trong khẩu phần ăn sẽ làm tăng lipid peroxid. Chất này sẽ tích tụ trong các tế bào tim, mạch máu, gan và não, gây ra nhiều bệnh lý toàn thân. Chế độ ăn uống của nam giới cần chứa 200 microgram selen mỗi ngày. Nam giới từ bỏ được hai thói quen này sẽ ngày càng khỏe mạnh. Bên cạnh việc bổ sung các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể, nam giới cũng cần một lối sống lành mạnh để khỏe mạnh hơn. Sau tuổi 55, nếu phái mạnh có thể từ bỏ được hai thói quen xấu dưới đây thì chắc chắn thể lực của họ sẽ có sự cải thiện đáng kể, tuổi thọ cũng được kéo dài hơn. Một thường xuyên căng thẳng và lo âu. Thường xuyên căng thẳng và lo âu kéo dài sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe thể chất và tinh thần của nam giới. Thậm chí, khi lo lắng thái quá không chỉ khiến cho thần kinh suy nhược, bức rứt và mệt mỏi, mà còn đẩy nhanh quá trình lão quá, khiến đàn ông già trước tuổi. Theo nghiên cứu, khi một người bị căng thẳng quá mức trong thời gian dài sẽ rất dễ kích hoạt giải phóng các gốc tự do, có khả năng oxy hóa rất cao. Các gốc tự do có thể phá hủy protein và cấu trúc của các tế bào và đẩy nhanh quá trình lão hóa của cơ thể con người. Không những thế, việc lo lắng thái quá không chỉ khiến cho thần kinh suy nhược, bức rứt và mệt mỏi, gây suy giảm chất lượng cuộc sống. Do đó, việc loại bỏ được trạng thái tiêu cực, sống tích cực hơn mỗi ngày sẽ giúp nam giới giảm thiểu được nhiều loại bệnh, sống thọ hơn. 2. Thức khuya, thiếu ngủ Thức khuya hay ngủ không đủ giấc cũng chính là thói quen làm tăng tốc quá trình lão quá. Thói quen này sẽ ảnh hưởng đến nhiều cơ quan khác nhau trong trong cơ thể. Từ đó dẫn đến rối loạn nội tiết, giảm khả năng miễn dịch, tăng tốc độ lão hóa của con người, không có lợi cho sức khỏe và thậm chí dẫn chúng ta bước gần hơn với bệnh tật. Do đó, nam giới nên cố gắng hình thành thói quen đi ngủ sớm, ngủ đủ giấc để trì hoãn quá trình lão hóa. Việc đi ngủ sớm sẽ giúp cơ thể giảm một nửa nguy cơ mắc bệnh cảm lạnh, cúm đồng thời giúp chống chọi lại với các bệnh như cao huyết áp, đau đầu, mệt mỏi. Ngủ sớm còn có thể tạo điều kiện phát triển trí não, giúp cơ thể trang bị một tinh thần thoải mái để bắt đầu vào nguồn quay mới của công việc ngày hôm sau. Nâng cao sự tập trung hiệu quả trong công việc với một tinh thần minh mẫn, sáng suốt. sau 50 tuổi, nếu không có ba đặc điểm này thì xin chúc mừng, bạn có tiềm năng sống thọ. một Ruột bẩn Đường ruột là cơ quan hết sức diệu kỳ của cơ thể. Cơ quan này sở hữu một hệ thần kinh riêng biệt, có thể tạo ra các phản xạ mà không cần đến một mệnh lệnh từ não hay tủy sống. Vì thế, nó còn được các chuyên gia y học ưu ái gọi là bộ não thứ hai của cơ thể ruột không chỉ là cơ quan tiêu hóa thức ăn mà còn có chức năng đào thải độc tố khi khỏe mạnh ruột có thể hỗ trợ dạ dày tiêu hóa và hấp thụ các chất dinh dưỡng trong thức ăn và cung cấp năng lượng cho các chức năng sinh lý tuy nhiên đây cũng là một cơ quan tương đối mỏng manh nếu duy trì chế độ ăn uống và sinh hoạt không lành mạnh sẽ dễ xảy ra các bệnh về đường ruột như viêm ruột, tắc ruột. Một khi ruột bị bẩn rất dễ gây ra độc tố gia tích tụ chất thải trong cơ thể, từ đó đe dọa đến sức khỏe. Vì vậy, khi thấy cơ thể có những dấu hiệu như miệng có mùi, giảm tần suất đại tiện, táo bón, phân có mùi lạ thì lúc này bạn cần đi gặp bác sĩ sớm vì rất có thể ruột của bạn đang kêu cứu và cần được làm sạch gấp. Nếu chậm trễ, sức khỏe tổng thể của bạn sẽ bị ảnh hưởng, tuổi thọ cũng vì thế mà bị rút ngắn lại. 2. Mạch máu bẩn Bệnh tim mạch được Tổ chức Y tế Thế giới WHO xếp vào top một những bệnh gây tử vong phổ biến nhất thế giới. Độ sạch của máu ảnh hưởng trực tiếp đến tuổi thọ của chúng ta. Tuy nhiên hiện nay, rất nhiều người có thể bên ngoài chỉ là 20, 30 tuổi, nhưng mạch máu trong cơ thể như của tuổi 60, 70. Nguyên nhân một phần đến từ việc ăn quá nhiều thức ăn được chế biến sẵn, thực phẩm không sạch. Có thể khiến động mạch bị bẩn và tắc nghẽn. Đây cũng là lý do vì sao những năm gần đây ngày càng có nhiều người mắc bệnh tai biến mạch máu não, tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ cho sức khỏe. Mạch máu bẩn sẽ dễ tạo thành mảng sơ cứng, cục máu đông cản trở máu lưu thông đến những cơ quan khác. Nếu không được can thiệp kịp thời, tính mạng của chúng ta sẽ bị đe dọa. Do đó, ngoài việc phòng ngừa những nguyên nhân có thể khiến mạch máu bị bẩn, Việc nhận biết các dấu hiệu của bệnh cũng giúp chúng ta thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Nếu cơ thể bạn có các biểu hiện như vàng da, vàng mắt, chóng mặt, hãy gặp bác sĩ ngay kẻo muộn. 3. Phổi bẩn Cuộc sống hiện đại thì không khí càng dễ bị ô nhiễm, chứa rất nhiều bụi bẩn, các chất độc hại, vi khuẩn các chất này khi vào cơ thể sẽ được phổi lọc và đào thải ra ngoài tuy nhiên nếu không may phổi có vấn đề thì các chất bụi bẩn này không thể được lọc hoàn toàn khiến phổi bị bẩn dễ ảnh hưởng đến sức khỏe và tuổi thọ của chúng ta khi phổi bị bẩn cơ thể sẽ xuất hiện các biểu hiện như tức ngực khó thở dung tích phổi không đủ luôn ho khan hoặc thậm chí ho khạc ra đờm đen Da sần sùi, sạm da, xỉnh màu. Lúc này, chất lượng thở sẽ giảm, các hoạt động lưu thông khí và máu bị gián đoạn. Điều này đồng nghĩa với việc cơ thể không thể có đủ những yếu tố cơ bản để duy trì vận động, từ đó gây nguy hiểm cho sức khỏe, thậm chí đe dọa tính mạng. Do đó, để bảo vệ bản thân và không muốn xảy ra những hậu quả đáng tiếc mỗi cá nhân cần có ý thức theo dõi sức khỏe của phổi để phát hiện sớm và điều trị kịp thời hơn bất cứ ai chúng ta cần là bác sĩ cho chính mình đừng đợi khi bệnh trở nặng mới đi khám vì rất có thể lúc này tử thần đã đợi ở cửa ăn hai thực phẩm sau để cơ thể luôn sạch và khỏe một lối sống thiếu khoa học sẽ khiến cơ thể chúng ta tích lũy nhiều độc tố tuy nhiên phải khi bước sang tuổi trung niên hoặc tuổi xế chiều cơ thể bắt đầu lão quá thì những độc tố đó mới ảnh hưởng mạnh mẽ đến sức khỏe của chúng ta do đó thay vì để tuổi thọ âm thầm bị rút ngắn bạn có thể chủ động dọn rác cho cơ thể bằng cách bổ sung những loại thực phẩm dưới đây một Tỏi. Tỏi là một trong những thực phẩm dọn rác rất tốt cho cơ thể, đặc biệt tốt cho phổi, mạch máu và ruột của chúng ta. Theo đó, trong tỏi chứa một chất có tên là capsaicin, dễ bay hơi, có tác dụng nhất định trong việc đào thải và làm sạch rác trong mạch máu. Ăn nhiều tỏi còn có thể ngăn ngừa nguy cơ sơ cứng động mạch và có tác dụng điều trị nhất định đối với chứng sơ giữa động mạch. Bên cạnh đó, tỏi còn chứa một chất hoạt tính được gọi là alicin, giúp chống lại nhiễm khuẩn và giảm viêm cho phổi. Gia vị này cũng tốt cho người bệnh hen và người bị bất cứ bệnh nhiễm trùng phổi nào. Ngoài ra, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng tỏi có tác dụng kháng khuẩn, duy trì sự cân bằng của hệ vi sinh đường ruột, từ đó thúc đẩy quá trình tiêu hóa và hấp thu tốt hơn. Do đó, ăn tỏi mỗi ngày cũng giúp cải thiện sức khỏe đường ruột rất hiệu quả. 2. Táo. Táo là loại trái cây rất tốt cho phổi, đường ruột và tim mạch. Theo các chuyên gia trong táo có chứa hàm lượng cao các chất dinh dưỡng, vi chất với khả năng ngăn ngừa các bệnh về phổi, cải thiện chức năng hô hấp. Các axit polysaccharide, vitamin E và vitamin C có trong táo còn giúp phân hủy chất béo trong mạch máu một cách hiệu quả, nhất là đối với chứng sơ giữa động mạch. Do đó, những bệnh nhân tim mạch thường được khuyến khích nên ăn loại quả này. Đặc biệt, táo là loại quả chứa một nguồn tét tinh phong phú, giúp làm tăng khối lượng phân và di chuyển qua đường tiêu hóa. Vì vậy, nó thường được sử dụng để chữa táo bón và tiêu chảy. Tét tinh trong táo cũng được chứng minh có khả năng làm giảm nguy cơ nhiễm trùng đường ruột, cũng như diêm trong ruột kết. Với những tác dụng kể trên, bạn còn chần chờ gì mà không thêm ngay loại quả này vào thực đơn mỗi ngày để cơ thể sạch hơn, khỏe hơn. Nửa đời sau, cảm xúc phải khống, dục vọng phải giảm, khó khăn phải dược, tâm thái phải dung, đời sống phải giảng. Nửa đời sau, phương thức sống tốt nhất không phải là có bao nhiêu của cải danh tiếng cao quý ra sao mà là làm sao qua mỗi một ngày chúng ta đều là chính mình giữ được cái tâm ban đầu của mình thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng chưa kịp định thần nửa cuộc đời đã trôi qua ngoảnh đầu nhìn lại cứ ngỡ mọi thứ đã xảy ra đều nằm trong tầm tay kết quả thì ra mọi thứ đều nằm ngoài dự liệu cả quãng đường đã qua gặp được nhiều người trải qua nhiều chuyện chúng ta cũng dần dần hiểu ra cái gì là mây khói chỉ như gió thoảng qua tai cái gì mới là điều nên nắm chắc trong lòng bàn tay vì vậy nửa đời sau phương thức sống tốt nhất không phải là có bao nhiêu của cải danh tiếng cao quý ra sao mà là làm sao qua mỗi một ngày chúng ta đều là chính mình giữ được cái tâm ban đầu của mình. Cảm xúc, phải không? Khi bạn không kiểm soát, khống chế được cảm xúc, nó sẽ nuốt chửng bạn. Người tài giỏi không phải là hỷ nộ ái ố đều không biểu hiện ra bên ngoài, mà là dù có hỷ nộ ái ố ra sao cũng sẽ không dấn dương, giữ khư khư nó lại trong lòng quá lâu phàm là những cái gì liên quan tới chữ tình đều nên được biểu đạt cũng nên được tiết chế trong tâm lý học có một hiệu ứng nổi tiếng mang tên hiệu ứng ngựa quan ở thảo nguyên châu phi có một loài dơi chuyên bám vào mông ngựa quan để hốt máu có con chẳng buồn để ý có con lại tỏ ra tức giận vô cùng cuối cùng những con ngựa giận dữ đã chết vì trong lúc tức giận chúng đá phải nhau. Nghiên cứu của các chuyên gia phát hiện, lượng máu mà những con dơi đã hút hoàn toàn không thể khiến một con ngựa phải chết. Nguyên nhân dẫn đến cái chết thực sự là sự phẫn nộ và mất khống chế cảm xúc ở những con ngựa đó. Người không biết khống chế cảm xúc của mình cũng giống như những con ngựa quan tức giận vậy nội tâm đâu đâu cũng là sóng gió chuyện có nhỏ nhạt tới đâu thì trong mắt họ cũng trở nên rất to lớn anthony j robbins từng nói bí quyết thành công nằm ở chỗ biết cách kiểm soát sức mạnh của hạnh phúc và nỗi đau chứ không phải để sức mạnh của chúng tác dụng phản lại mình cảm xúc tích cực sẽ đem lại phúc báo cảm xúc tiêu cực sẽ hủy hoại mọi thứ nếu bạn ngày nào cũng uất ức, oán thang, phàn nàn, lo âu, mệt mỏi, vậy thì chưa bàn tới những việc khác. Thứ ảnh hưởng đầu tiên chắc chắn là sức khỏe của bạn, mà đã không có sức khỏe, thì bạn cũng sẽ chẳng còn gì. Khi thấy mình lo âu, phiền não hay mất kiên nhẫn, hãy tự nhắc nhở bản thân, sống, đừng quá gồng mình, tâm trạng cũng vậy đừng quá gồng. Dục vọng phải giảm. Nhịp sống hối hả, ngoài việc đem lại cho con người sự tiện lợi và sự hưởng thụ về vật chất thì còn đem lại tác dụng phụ là tâm lý bất an, lo âu, tinh thần rã rời và sức khỏe ngày một sa sút. Chỉ theo đuổi tốc độ và hiệu suất, có nghĩa là bạn mỗi ngày đều đang đuổi theo bước đi của thời gian luôn lo lắng thời gian trôi đi, còn mình thì lại vẫn chưa có được điều gì. Nhưng thực ra, mọi phiền não đời người suy cho cùng cũng vẫn chỉ quy về một chữ ham. Dục vọng, ham muốn là thứ tự nhiên, sự tồn tại của nó vốn dĩ không sai, sai là ở chỗ có những người không thể kiểm soát được cái ham muốn đó, cứ để cho dục vọng khống chế biến mình thành kẻ vô đạo đức. Người tham lam bị dục vọng dắt mũi, dục vọng vô bờ, tham lam vô bến, người tham lam luôn rất ích kỷ, suốt ngày tính toán chi ly, chỉ biết tới lợi ích, cuối cùng lại thành trắng tay. Ham muốn bị khuếch đại sẽ khiến con người ta không bao giờ biết thỏa mãn, đây cũng là nguồn gốc của mọi cái khổ dưỡng tâm, chẳng qua cũng chỉ là giảm bớt dục vọng, chỉ khi bớt ích kỷ, bớt ham muốn lại, bạn mới có thể nhìn được rõ ràng thứ mà trái tim mình thực sự mong muốn. Khi đã bình thản trước mọi sự, phân rõ thị phi, xem hiện tại là mãi mãi, vui vẻ cũng sẽ trở thành một chuyện rất đơn giản. Khó khăn, phải dược sống ở đời trước giờ chưa từng có hai chữ dễ dàng nhưng chuyện trên thế gian cũng giống như ngồi trên thuyền dậy chỉ có thể đem tính mạng trao vào tay người khác muốn sống sao cho đáng phải cố gắng mà vượt qua khó khăn con người có bi quan ly hợp trăng có râm trong tròn khuyết sống lên rồi lại xuống mây cuồn cuộn rồi lại thả trôi. Dạng vật trên đời thay đổi đều không do ý người, tự cổ chí kim, người người như vậy, vật vật như thế. Không có ai là dễ gian mãi mãi, cũng chẳng có ai cả đời ngập trong khó khăn. Cũng giống như câu nói, phải học cách bình thản mà tiếp nhận mọi khó khăn trong cuộc đời, dù có khó khăn tới đâu chỉ cần chúng ta an nhiên mà tiếp nhận nó xem nó như một trải nghiệm cần thiết trong cuộc sống để tìm ra những nhân tố hạnh phúc ẩn giấu bên trong vậy thì nó sẽ khiến bạn cảm thấy hạnh phúc chỉ khi nhận thức được điều này chúng ta mới có thể nhìn rõ được bộ mặt thật của cuộc sống để rồi xem nhẹ những vinh quang nơi đỉnh cao hay sự lạnh lẽo nơi đáy vực giữ lấy cái tâm ban đầu xem nhẹ nóng lạnh thăng trầm nơi thế gian tự nhiên sẽ có thể ung dung hơn mà đối mặt với khó khăn trong cuộc sống trỗi dậy trong những thăng trầm tâm thái phải dung dung là khoan dung khoan dung là gì khoan dung là tiếp nhận tam quan của người khác bao dung lỗi lầm của người khác và cái gan dám tự ngẫm lại chính mình Đời người mười chuyện thì có tới 8,9 chuyện không như ý. Những chuyện được như ý quả thực rất ít. Vì vậy, khoan dung cho người khác, nhiều khi chính là mở đường cho cái tâm của mình. Cứ dấn dương mãi ân oán, thứ đem lại chỉ là sự tức giận vô hạn và một cái tâm khó mà bình tĩnh. Có người nói, dĩ tắc nhân chi tâm tắc kỹ, Dĩ nộ kỹ chi tâm nộ nhân Ý muốn nói Dùng sự khắc khe như khi đối xử với mọi người để nhìn nhận lại bản thân Dùng sự khoan dung như với chính mình để đối xử với người khác Khoan dung không phải là thỏa hiệp một cách nhu nhược Mà là bạn hiểu được ra rằng Tất cả những điều này chẳng qua cũng chỉ là một trải nghiệm Nếu đã quyết định tiến những bước lớn về phía trước vậy thì không cần thiết phải giam mình trong những dướng mắt không đáng để tâm này. Tâm nếu cứ tính toán thì đâu đâu cũng là sự tức giận, tâm nếu bao dung rộng mở hơn thì lúc nào cũng là ngày xuân. Đối mặt với mọi ác ý trong cuộc đời, chi bằng cứ nỗ lực tiến về phía trước. Xem những viên gạch mà người khác để lại là cái cầu giúp mình không phải dẫm xuống buồn đợi tới khi bạn bước lên tới một cao độ nào đó những thứ không hay ho gì kia bạn tự nhiên chẳng còn nghe thấy nữa đời sống phải giảng ân và oán được và mất yêu và hận chẳng qua cũng chỉ là những phong cảnh trong cuộc đời không phải hoài niệm mỉm cười cho qua đây chính nguyên tắc sống tuyệt vời nhất henry david thoreau từng nói hầu hết sự phồn hoa và cái gọi là cuộc sống thoải mái không chỉ là thứ không cần thiết mà nó còn là thứ cản trở sự tiến bộ của loài người đối với cái gọi là phồn hoa và thoải mái kẻ tri thức thà là sống một cuộc sống đơn giản và thô sơ cuộc sống thực ra không phức tạp ngược lại chính chúng ta là người thêm gánh nặng cho nó quẳng đi những ồn ào náo nhiệt thế giới của bạn ngược lại sẽ trở nên rực rỡ hơn rất nhiều người hiện đại ủng hộ cho cái gọi là cuộc sống tối giản ăn không thể không ăn nhưng không cần ăn nhiều tiền không thể không có nhưng không cần có quá nhiều cái gọi là tối giản hoàn toàn không phải là dứt hết bỏ hết không cần cái gì hay là sống một cuộc sống cô độc tới lạnh người mà là bản tính trong làm người bản chất của cuộc sống cũng chính là cái dáng vẻ ban đầu nhất của chúng ta một hai tri kỷ một bình trà nhạt đưa cuộc sống về với sự đơn giản lấp đầy trái tim cuộc sống của bạn rồi sẽ biến thành dáng vẻ mà bạn mong muốn phong thủy tốt nhất của một người là chính mình. Thế giới quá rộng lớn, sinh mệnh quá ngắn ngủi, nếu đã không thể khiến tất cả mọi người đều hài lòng, vậy thì cứ buông tha cho mình trước đi. Có động lực tiến về phía trước, có thứ để kiên trì, không vì ai, chỉ vì mình. Làm việc mà mình thích, đối xử với mình tốt một chút, bạn sẽ phát hiện ra thực ra tất cả đều là sự an bài tốt đẹp nhất quãng đời còn lại mong bạn bớt đi một phần chấp niệm nhiều hơn một phần vui vẻ bớt đi một phần ưu phiền nhiều hơn một phần an nhiên bớt đi một phần bi thương nhiều hơn một phần may mắn biết ơn nâng niu và trân trọng những gì đang có Sau 55 tuổi, năm món nợ này tránh đừng mắc phải, cuộc đời mới có thể thanh thản, tự do. Hồng Trần sở dĩ là tồn tại nhiều loại duyên phận như vậy là vì duyên nợ, bởi có nợ nên mới có trả nợ. Tuy nhiên có năm món nợ bạn tránh đừng mắc, nếu không nó sẽ làm ảnh hưởng đến cả cuộc đời của bạn. Trên đời có hai loại nợ tồn tại, một là nợ liên quan đến định số, vốn không thể thay đổi, nhất định sẽ phải trả nợ. Loại còn lại là biến số, có thể tránh được. Trong đó, năm loại nợ thuộc về biến số này có thể khiến cả đời liền bị ảnh hưởng. Một, ngoài trừ vấn đề sống chết, hãy tránh mắc nợ vì can thiệp việc nhân quả của người khác. Người có nghiệp của người, ta có nghiệp của ta, cho nên ai cũng cần có trí tuệ và hiểu rằng nước sông không phạm nước giếng. Nếu ai đó cứ muốn can thiệp vào nhân quả của người khác thì họ có thể sẽ phải chịu một tai họa lớn. Tại sao chúng ta không được can thiệp vào nhân quả của người khác? Chẳng lẽ cha mẹ lại không thể can thiệp vào nhân quả của con cái hay sao? Thật ra cuộc đời của mỗi người có rất nhiều bước ngoặt mà mình không thể nắm rõ có những món nợ là tự bản thân họ phải trả tương lai có thể sẽ tốt đẹp hơn một khi bạn xen vào chưa chắc tương lai họ sẽ tốt đẹp như bạn nghĩ hơn nữa người khác đáng lẽ phải gánh chịu nỗi đau khổ mà họ tạo ra tuy nhiên nếu bạn cứ khăng khăng xen vào nghiệp của họ thì đau khổ mà người ấy phải gánh chịu sẽ dồn lên bạn mặt khác bản thân chúng ta chẳng khác nào như đang lo chuyện bao đồng rồi tự chuốt họa vào thân bất cứ điều gì đã xảy ra với người khác chúng ta cũng hãy chỉ biểu thị thái độ trung lập và tôn trọng ngay cả khi chúng ta không hiểu những gì người khác làm thì cũng đừng bàn luận quá nhiều dù sao thì ai cũng có lựa chọn của riêng mình chỉ cần mỗi người đều cảm thấy tuyệt vời trong thế giới của họ vậy là ổn do vậy ngoài trừ việc liên quan đến sống chết thì đối với món nợ nghiệp duyên không liên quan đến bạn thì tốt nhất là hãy tránh can thiệp vào hai đừng rơi vào cái bẫy của món nợ ân tình trong xã hội với các chủng quan hệ phức tạp giữa người với người, có một loại món nợ mà con người làm gì cũng phải trả, đó chính là món nợ ân tình. Cái gọi là nợ ân tình là món nợ mà bạn sẽ không thể tránh khỏi khi nhờ người khác giúp đỡ. Ví dụ, ai đó đã giúp bạn và cho bạn dây một 100 triệu. Ngay sau đó, bạn trả lại họ số tiền 110 triệu con số 10 triệu thêm vào được coi như lợi tức hoặc là thành ý cảm ơn. Tuy nhiên khi người khác nhận 110 triệu của bạn, có đồng nghĩa với việc bạn đã trả hết nợ ân tình chưa? Trên thực tế mà nói là nó vẫn chưa kết thúc. Họ hẳn sẽ nghĩ rằng tôi đã giúp bạn thì về sau bạn cũng nên giúp lại tôi giả như tương lai họ cần bạn giúp một việc mà đối với bạn mà nói là quá khó khăn thì bạn căn bản cũng khó để cự tuyệt nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy người chịu thiệt không phải ai khác mà chính là bạn bởi vì bạn là người đã mắc phải món nợ ân tình các món nợ ân tình hầu hết đều liên quan đến người thân và bạn bè của chúng ta khi gặp sự cố nếu tự mình giải quyết được thì cố gắng đừng tìm đến người thân nếu không cả đời này chúng ta cũng không bao giờ trả hết được món nợ ân tình này ba hãy kịp thời cắt đứt duyên phận không thuộc về mình thiện duyên tốt đẹp rồi sẽ đi đến đích tình cảm đó thật đáng trân trọng và gìn giữ nhưng cũng có những loại nghiệp duyên tưởng chừng tốt đẹp lại ẩn họa khôn lường chỉ là trong đời người thông thường nghiệp duyên thì nhiều mà thiện duyên thì ít khi còn trẻ người ta thường vướng vào nhiều món nợ về tiền bạc tình cảm với người yêu những món nợ này nếu không đoạn dứt sớm có thể sẽ phá hủy gia đình của bạn sau khi chia tay người yêu Người ta bạn cho rằng mọi chuyện đã qua. Nhưng khi nghĩ về những kỷ niệm đẹp đã qua, hẳn bạn có thể sẽ mềm lòng với người mình từng yêu. Nhưng hãy cẩn thận, sau một vài năm, hoặc thậm chí hơn chục năm, những người này sẽ có thể tìm đến quấy rầy bạn. Đừng đánh giá thấp sự ràng buộc của duyên tình. Các đứt duyên phận một cách không dứt khoát, chẳng những hại mình mà còn hại cả những người bạn yêu thương. 4. Cố gắng tránh chi tiêu tiền trong tương lai. Xã hội phồi qua với nhiều thứ mới lại, hiện đại, cơ hội làm ăn, chi tiêu cho các mối quan hệ đang hấp dẫn người ta khiến họ hình thành thói quen tiêu tiền trong tương lai. Khi bạn gặp một món đồ xa xỉ mà bạn thích nhưng bạn không thể mua được bạn có thể sẽ rút hết thẻ tín dụng của mình để mua nó những người thậm chí không đủ khả năng trả trước đã dây tiền khắp nơi và dây để mua nhà mua xe cuối cùng phải đổi lấy mấy chục năm cong lưng làm ăn để trả nợ các tiêu tiền trong tương lai này đối với những người bình thường thì nó chỉ là sợi dây ràng buộc cả cuộc đời họ mà thôi nếu bạn là người khao khát sự hào nhoáng sang trọng bạn có thể sẽ phải mất dài ba chục năm để trả hết tiền đã nợ nó sẽ khiến bạn không thể nghỉ ngơi bạn chỉ có thể cố lao vào làm việc điều này làm cho cuộc sống thật khó khăn có lẽ làm việc vất vả không phải là do người khác trao cho bạn mà là do chính bạn tự gây ra cho chính mình năm Không thể mắc nợ lòng tốt của quý nhân Trong xã hội tồn tại một kiểu người có đặc điểm là cho dù bạn giúp họ như thế nào, họ vẫn không biết cảm ơn, thậm chí còn muốn lợi dụng thêm hoặc đối xử không tốt với bạn. Những người mắc nợ người khác như vậy có thể thoát khỏi sự cắn rứt của lương tâm trong tương lai và sống một cuộc sống suôn sẻ được không? thực ra đạo trời luôn công bằng quý nhân đã giúp bạn và bạn cần biết ơn họ đó là để trả nợ ân tình nếu bạn không cảm ơn ân nhân của mình ngay cả khi bạn không nói cảm ơn thì phước lành của bạn trong phần còn lại của cuộc đời sẽ ngày càng ít đi một số quả báo sẽ không xuất hiện vào lúc này nhưng nó chắc chắn sẽ đến giới vào những thời điểm quan trọng đối với lòng tốt của người khác chúng ta cần ghi lòng tạc dạ sống một cách chân thành và lương thiện thì sẽ không phải hổ thẹn với bản thân mình và với người khác người thực sự thông minh sẽ từ bỏ những kiểu kết giao này người ta nói nếu nhìn vào các mối quan hệ của một người sẽ có thể biết được đại khái họ là người như thế nào ai cũng muốn ở bên những người tương xứng với mình là một người thật sự thông minh họ có thể biết rõ mình muốn gì nên sống theo kiểu cuộc sống nào và nên hòa đồng với kiểu người nào về mặt tương tác xã hội hầu hết mọi người sẽ chọn những kiểu có thể giúp ích cho bản thân sẽ muốn kết thân với những người chân thành và lương thiện bởi vì họ biết nên nâng cao và đầu tư vào những mối quan hệ chất lượng do đó những người thực sự thông minh thường sẽ tránh xa một số kiểu tương tác xã hội vô ích này một người suốt ngày phàn nàn khi kết thân với mọi người bạn cần nhìn rõ họ là người như thế nào bởi vì những người xung quanh bạn sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với bản thân bạn nhiều khi hành vi và suy nghĩ của bạn dễ bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh, thậm chí lâu dần bạn còn sẽ trở nên giống như họ. Đặc biệt với kiểu người chỉ suốt ngày kêu ca, quán tháng, thì sẽ chứa đầy năng lượng tiêu cực, sẽ không có chút động lực và nhiệt huyết nào. Một người như vậy sẽ chỉ biết đổ lỗi cho người khác khi họ gặp vấn đề họ còn diện đủ mọi lý do và không bao giờ biết cách kiểm điểm bản thân khi họ không biết tự soi xét lại mình không hiểu rõ về mình thì sẽ không có thành tựu gì lớn lao ngược lại một người có suy nghĩ của riêng sẽ không dễ dàng bị tác động bởi một việc gì đó cũng sẽ không vì bế tắc mà trở nên tiêu cực có như vậy thì trong cuộc sống họ mới có thể khai phá được những khả năng tiềm ẩn. Phàn nàn chỉ là hành động thiển cận làm cạn kiệt đi nhiệt huyết sống của chúng ta, khiến kỳ vọng của mọi người đối với bạn thấp đi. Cuối cùng chúng ta chỉ đắm chìm trong môi trường đó và khó thoát ra được. Nhưng một người thông minh lại khác, họ sẽ biết cách tĩnh tâm, sẽ không phàn nàn mà tự tìm ra vấn đề của mình. Hơn thế nữa, họ luôn tỉnh táo để tránh xa những kiểu người tiêu cực. Hai, tính toán chi li về được và mất. Một người sẽ trải qua rất nhiều điều trong cuộc đời này, không ai là sẽ thuận buồm xuôi gió cả đời. Thế nên, nếu quá quan tâm đến được mất, có đủ thứ tính toán trong tâm thì chỉ làm cho đời người bị giới hạn mà thôi tất nhiên một người như vậy không đáng để kết thân người thực sự đáng để bạn kết thân phải chính là người luôn luôn có thể đối xử chân thành với người khác và với bản thân họ trải qua mọi chuyện trên đời đủ để khiến bạn nhìn rõ lòng người một người chỉ biết so sánh đủ thứ quan tâm đến hơn thua coi trọng lợi ích thiết thân không đối xử chân thành với mọi người thì sẽ cứ mãi ở trong dòng luẩn quẩn của sự tầm thường nhỏ bé lâu dần thì chỉ có lạc đường mà thôi bạn biết đấy điều thực sự cần là những người có cùng chí hướng để kề dai sát cánh trong cuộc đời còn những người chỉ biết hưởng thụ và quan tâm đến mọi thứ vụn vặt sẽ không thể cùng nhau lâu dài vì vậy một người thông minh thật sự thường nhìn rõ những người xung quanh sẽ biết ai là người luôn có tấm lòng đối xử chân thành và ai chỉ là người lịch sự bề ngoài sau đó họ sẽ tự động tránh xa những kiểu người tính toán và chọn ở bên những người đáng để kết thân thành công của một người là do nỗ lực của bản thân tạo nên cho nên không cần ép buộc mình phải hội nhập trong các mối quan hệ hỗn độn khác nhau nếu bạn có thể tránh xa kiểu người nhỏ mọn này thì nội tâm bạn mới có thể trở nên yên bình hơn. 3. Bất đồng quan điểm Người ta nói rằng nếu muốn ở bên nhau lâu dài thì phải xem cả hai có cùng đường không? Những người có quan điểm giống nhau thường sẽ có mục tiêu và quan niệm giống nhau. Ít nhất họ sẽ có quan điểm gần giống nhau về một vấn đề nào đó và ý kiến thường không sai lệch quá nhiều trong khi những người có quan điểm khác nhau sẽ có nhận thức khác nhau và không có cách nào để hòa hợp khi ở bên nhau sẽ chỉ khiến nhau cảm thấy rất mệt mỏi cảm thấy rất khó để hòa hợp khi đó họ sẽ chỉ biết lao tâm lao lực và cuối cùng là làm tổn thương người khác và chính mình đối với những người có quan điểm khác nhau thực sự không cần phải cố gắng đi cùng nhau điều then chốt là có thể tìm được những người có chung mục tiêu để cùng nhau phát triển có được nguồn động lực có cùng tần suất và cảm thấy thoải mái hơn bởi những người có từ trường khác nhau cuối cùng sẽ có xu hướng đẩy nhau ra trong việc hòa hợp với mọi người nếu bạn nhận ra mình không cùng chí hướng không cùng quan điểm thì tốt nhất là không cần gồng mình lên để phù hợp một người nếu muốn có trách nhiệm với bản thân và công việc thì phải bắt đầu từ chính mình. Nếu không phải là người cùng đường thì cũng không cần phải cố gắng kết thân, nếu không cuối cùng bạn chỉ là người bị tổn thương mà thôi. Nhiều người đã nói rằng những giao tiếp xã hội vô ích sẽ không tốt bằng sự cô độc có giá trị. Trong đời này, bạn cần ở bên người xứng đáng thì cuộc đời bạn mới có ý nghĩa ở một mình nhưng điều đó có thể mang đến những giá trị tốt đẹp sẽ còn tốt hơn việc bạn có nhiều mối tương tác xã hội chất lượng thấp suy cho cùng cuộc sống là của chính bạn vì thế bạn nên cố gắng hết sức để bản thân trở nên tốt và hạnh phúc hơn tất nhiên điều này phải bắt đầu từ những người xung quanh bạn do đó tránh xa những người không đáng và ở bên những người cùng chí hướng là điều thiết yếu để bạn sống xứng đáng với cuộc sống của mình cuộc sống về già của bạn sẽ thật tốt đẹp khi có ba người này bên cạnh khi bước vào những năm tháng cuối trên hành trình cuộc đời điều quý giá nhất hẳn không phải là sổ ngân hàng của bạn mà là những người đồng hành cùng bạn về già có ba người này bên cạnh, nhất định sẽ có một hành trình tốt đẹp. Bên cạnh bạn đời, có thể giới nửa kia cùng nhau trải qua bao cay đắng ngọt bùi, trải qua những thăng trầm của cuộc đời là một hạnh phúc lớn. Dù là tiếng cười hay nước mắt, chúng ta đều đã sánh vai đối mặt hay cùng tận hưởng chúng. có một ông lão từng mong mỏi được dành phần đời còn lại bên người mình yêu thương nhưng số phận đã chia cắt họ. Những năm cuối đời, ông quen với việc một mình nếm vị đắng của cà phê, lặng lẽ nhìn khung cảnh đường phố ngoài cửa sổ, nhưng không ai cùng ông chia sẻ cảm xúc. Dù vậy, ông chân từng có ý định sẽ tìm kiếm một người bạn đồng hành khác bởi vì không ai có thể lấp đầy khoảng trống lạnh lẽo trong trái tim ông. Kinh thi viết Tử sinh hay ly biệt Đã cùng người thề nguyện Sẽ cùng người nắm tay Cùng bạc đầu dai lão Đã là bạn đời của nhau Thì lại càng có thể hiểu rõ hơn sự sâu sắc tinh tế và quyết tâm trong lời thơ thâm tình hậu ý này phải trải qua những thử thách của cuộc đời thì những lời hứa hay ước hẹn mới có thể được kiểm chứng. Bạn đời là chỗ dựa tinh thần tương trợ lẫn nhau, là sự bao dung chân thành và thấu hiểu, là sau những giông bão cuộc đời. Đến lúc có thể nhìn mây tan mưa tảng, thì hết thảy những yêu thương và trân trọng cũng không cần phải nói ra bằng lời. Chỉ mong rằng suốt quãng đời còn lại, có thể nắm tay nhau bước chậm về phía trước cho đến cuối cùng. Bên cạnh những đứa con hiếu thuận, trong tăng nghiễm hiền văn có câu Dương hữu quỵ nhũ chi ân, nhà hữu phản bộ chi nghĩa. Dê con biết ơn nên quỳ xuống khi bú mẹ, quả biết báo ơn nên sẽ kiếm mồi để nuôi cha mẹ già. Dê già quả còn biết báo ơn, huống chi là con người vậy nên con cái nhận ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ cũng cần có bổn phận đền ơn báo hiếu những đứa con hiếu thuận cũng sẽ biết cách cư xử tốt và cư xử đúng mực trong xã hội và được mọi người xem trọng mang lại tiếng thơm cho cha mẹ mình đối với cha mẹ những năm cuối đời có được những đứa con hiếu thảo hiểu chuyện là niềm an ủi tự hào lớn nhất những đứa con ngoan này sẽ cố gắng hết sức để chăm sóc cha mẹ và quan tâm đến sức khỏe, hạnh phúc của họ. Người xưa nói dưỡng nhi phòng lão, tức là nuôi con để được chăm sóc lúc tuổi già. Các bậc cha mẹ đều mong rằng khi về già, con cái sẽ ở bên chăm sóc để họ yên tâm, bớt cô đơn, vui vẻ bên con cháu và an hưởng tuổi già. Đôi khi chúng ta có thể gặp vài cụ già thích khoe điều kiện kinh tế thuận lợi, nhưng trong đôi mắt họ lại phản phất sự trống trải và cô đơn. Lại có những cụ già luôn nở nụ cười trên môi bởi được sống bên cạnh những đứa con hiếu thảo, thì không cần phải nói ra, ai cũng biết rằng họ đang có một cuộc sống đầy đủ và tốt đẹp nhất. Bên cạnh một người bạn tâm tình. Trên đường đời quen biết xã giao nhiều người mấy cũng không bằng gặp được một người hiểu mình làm quen thì dễ nhưng biết nhau mới khó điều quý giá nhất của người bạn tri kỷ chân chính là tri tâm hiểu lòng người ta sống đến một độ tuổi giữa bạn bè thân thiết với nhau có lúc bất chợt trào phúng lời nói cũng không cần phải quá cẩn trọng đề phòng khi một người đến tuổi già trải qua bao thăng trầm thấy được tình người ấm lạnh dần dần sẽ hiểu được rằng quen biết trăm người không bằng có một người bạn tri kỷ một người bạn tri kỷ là người có sự đồng cảm và thấu hiểu với bạn một người bạn thâm tình là người hiểu được sự bất lực trong đôi mắt của bạn hiểu được sự nỗi niềm ẩn giấu trong lòng bạn và có thể nhìn thấy khó khăn đằng sau nụ cười của bạn đó là người mà có những sự kiện trong quá khứ mà ngay cả bạn đời con cái cũng không biết những ngọt bùi đã chia sẻ cùng nhau sự nghiệp đã cùng nhau nỗ lực cố gắng những sở thích cùng chia sẻ những mối quan hệ mà chỉ có người ấy mới hiểu thật hạnh phúc khi có người hiểu mình một câu nói ra cũng đủ để hiểu nhau đủ để sưởi ấm những năm tháng tiếp theo chỉ có người bạn tri kỷ mới hiểu được ánh nhìn của bạn, những lời chưa nói và nỗi cô đơn của bạn. Khi bạn già đi, của cải dơi dần, sức trẻ không còn, chỉ cần có người bạn tri kỷ hiểu mình là đủ rồi. Bốn mươi nhìn đầu, năm mươi coi tâm, sáu mươi hiểu mệnh. Có câu, bốn mươi nhìn đầu, 50 coi tâm, 60 hiểu mệnh. Đây là tổng kết những quan sát và hiểu biết sâu sắc ở các giai đoạn trong cuộc đời. Ở mỗi độ tuổi khác nhau, con người nên cần có những ưu tiên và theo đuổi khác nhau trong cuộc sống để đạt được nhiều phúc báo và may mắn. 40 tuổi nhìn đầu, giai đoạn theo đuổi vẻ bề ngoài và sự tự tin. Tuổi 40 là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời của một người. Ở độ tuổi này, một người đã tích lũy được những kinh nghiệm và thành tựu nhất định, đồng thời cũng phải đối mặt với càng nhiều những thử thách và áp lực lớn hơn. Chúng ta cần đảm nhận nhiều trách nhiệm và vai trò hơn trong sự nghiệp, gia đình, xã hội, đồng thời duy trì khả năng cạnh tranh và sức hấp dẫn của mình. Vì vậy, nhìn đầu đã trở thành điều quan trọng trong cuộc sống ở tuổi 40. Tuy nhiên, nhìn đầu không chỉ có nghĩa là chú ý đến ngoại hình và hình tượng của bản thân, mà còn có nghĩa là chú ý đến sự tự tin, giá trị của bản thân. Trước tiên, ngoại hình bên ngoài là ấn tượng đầu tiên mà một người tạo ra cho người khác và cũng là nhận thức đầu tiên của một người về bản thân mình duy trì vẻ ngoài khỏe mạnh gọn gàng và thanh lịch có thể làm tăng sức hấp dẫn và tầm ảnh hưởng của một người đồng thời cũng có thể nâng cao lòng tự trọng và sự tự tin của người đó hơn nữa sự tự tin là điều kiện cần thiết để một người có thể thành công người tự tin là người dám theo đuổi ước mơ và mục tiêu của mình có khả năng vượt qua khó khăn thất bại tốt hơn và có khả năng thể hiện tài năng sự thu hút của mình hơn đặc biệt tướng mạo đẹp còn xuất phát từ sự nuôi dưỡng từ trong nội tâm tâm tình tốt hay xấu đều sẽ thể hiện ra ở diện mạo của con người do đó ngoài việc chăm chút cho vẻ ngoài chúng ta cũng cần phải nuôi dưỡng nội tâm lương thiện dưới đây là một số gợi ý chăm sóc sức khỏe chú ý đến các thói quen lành mạnh trong chế độ ăn uống ngủ nghỉ tập thể dục năm năm tránh làm việc quá sức hút thuốc uống rượu và các thói quen xấu khác để duy trì sức khỏe tốt đồng thời bạn cũng nên chăm chút cho sức khỏe nội tâm của bản thân như thay cải thiện tính khí nóng giận của mình và học cách quan tâm đến người khác nhiều hơn duy trì sức sống đừng từ bỏ việc học hỏi và khám phá những điều mới kỹ năng mới xu hướng mới chỉ vì tuổi tác của bạn hãy giữ một tâm trí cởi mở và hiếu kỳ hoàn thiện bản thân và giúp đỡ mọi người để bản thân tràn đầy năng lượng suy nghĩ tích cực đừng để bị rơi vào cảm xúc tiêu cực hay chán nản vì áp lực bạn cần học cách điều chỉnh cảm xúc và tâm lý của mình, đồng thời đối mặt với nhiều thử thách và cơ hội khác nhau trong cuộc sống với thái độ tích cực, lạc quan và biết ơn. 50 tuổi coi tâm, giai đoạn tu dưỡng nội tâm và làm phong phú cuộc sống. Ở tuổi 50, một người thường có kiến thức, kinh nghiệm sự giàu có và các mối quan hệ đồng thời họ cũng đạt được sự ổn định và trưởng thành trong sự nghiệp và gia đình khi đó mọi người thường không còn cần phải nỗ lực để sinh tồn và có thể có nhiều thời gian hơn để thư giãn và tận hưởng cuộc sống khi đó việc coi tâm chính là chú ý đến việc tu dưỡng nội tâm và sức khỏe tinh thần của mình như vậy có thể khiến một người trở nên hoàn thiện và cuộc sống càng có giá trị hơn lúc này chúng ta có thể làm những điều sau để duy trì sức khỏe nội tâm của mình nuôi dưỡng sở thích hãy tìm những thứ bạn thích và có năng khiếu chẳng hạn như âm nhạc hội họa viết văn nhiếp ảnh năm năm đồng thời đầu tư thời gian và sức lực vào việc học tập và sáng tạo để mang lại cho bản thân niềm vui và cảm giác thành tựu theo đuổi kiến thức sử dụng nhiều cách thức khác nhau chẳng hạn như đọc sách tham gia các lớp học du lịch để mở rộng tầm nhìn và suy nghĩ của bạn nâng cao trí tuệ và kiến thức đồng thời làm phong phú thêm nội tâm mình phát triển các mối quan hệ, đừng vì công việc bận rộn mà bỏ bê việc quan tâm đồng hành với người thân, bạn bè. Hãy dành nhiều thời gian để giao tiếp và tương tác, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn và những khoảnh khắc trong cuộc sống với họ, để từ đó tăng cường tình cảm và sự tin tưởng lẫn nhau, khiến cuộc sống trở nên trọn vẹn hơn. 60 tuổi hiểu mệnh Giai đoạn chấp nhận và biết ơn cuộc sống. 60 tuổi có thể nói là giai đoạn đỉnh cao của đời người. Ở độ tuổi này, chúng ta đã bước qua phần lớn con đường đời và đã nhìn thấu được rất nhiều đạo lý nhân sinh. Đồng thời, chúng ta cũng có được sự hiểu biết đầy đủ hơn về bản thân và cuộc sống. đây là lúc bắt đầu nhận ra rằng những điều trong cuộc sống thật vô thường và cũng vô cùng kỳ diệu mà chúng ta không thể hoàn toàn kiểm soát được nhưng chúng ta có thể tôn trọng nó và rút ra bài học kinh nghiệm từ đó vì vậy việc hiểu mệnh đã trở thành điều quan trọng hiểu mệnh không chỉ là vận mệnh của một người mà còn bao gồm sự sống sức khỏe cái chết và các phương diện khác khi chúng ta thấu hiểu nguyên lý đằng sau vận mệnh của mình thì cuộc sống của chúng ta trở nên cởi mở và thoải mái hơn trước những biến cố của cuộc sống đồng thời cũng trở nên khoan dung và biết cảm thông hơn trong cách đối nhân xử thế sau đó chúng ta có thể duy trì sự chấp nhận và biết ơn cuộc sống theo cách này giữ gìn sức khỏe hãy chú ý đến sức khỏe thể chất và tinh thần của bạn chẳng hạn như bỏ thói quen xấu điều hòa và cân bằng cảm xúc bằng cách thiền định năm năm để bạn có thể duy trì sức khỏe tốt và sống lâu hơn bảo trì lòng biết ơn đừng phàn nàn về những điều không như ý trong cuộc sống mà hãy biết ơn những điều tốt đẹp và sự may mắn mà bản thân có được đồng thời duy trì tâm thái tích cực và lạc quan để tận hưởng cuộc sống. Chúng ta có thể thấy rằng các giai đoạn 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi đều là những bước ngoặt có ý nghĩa khác nhau trong cuộc sống mỗi người. Đây là trí tuệ cổ nhân lưu lại để có thể nhắc nhở mọi người cách để nuôi dưỡng bản thân và đạt được thành tựu trong cuộc sống nói cho chúng ta biết rằng cuộc sống là một quá trình không ngừng thay đổi và phát triển chúng ta nên lựa chọn và thay đổi tùy theo từng giai đoạn của mình để có được những phúc báo lớn nhất vì vậy dù đang ở giai đoạn nào chúng ta hãy luôn cố gắng duy trì một trái tim tích cực cởi mở và biết ơn để nuôi dưỡng nội tâm thú vị và sống một cuộc đời tươi đẹp trọn vẹn mọi người đều muốn sống lâu và khỏe mạnh tuổi thọ là phước lành của một người có sức khỏe sẽ thể hiện được rằng các cơ quan của cơ thể cũng được đảm bảo khỏe mạnh mọi mặt trong cơ thể không nên để bị tiêu hao quá mức những người già sống trường thọ nhìn chung họ đều làm được việc này nếu chúng ta thực hiện được càng sớm thì dương khí của bạn sẽ càng nhiều cơ thể sẽ cảm thấy dễ chịu hơn con người ai cũng có tham vọng của mình nhưng muốn có một cuộc sống vui vẻ khỏe mạnh và có thể sống an yên cả đời người xưa đã đúc kết chính điều không nên làm trong mỗi câu nói đó đều như một lời nhắn nhủ đến con cháu về sau ngày xưa học giả chu văn an cho rằng mọi bệnh tật đều từ chữ dục tức là từ ham muốn của con người mà ra bởi thế Muốn khỏe mạnh thì phải biết cách tiết chế ham muốn đó lại. Một, quần áo không nên quá ấm. Con người thường nghĩ khi đủ kinh tế, nhất định bản thân luôn phải giữ ấm cơ thể mình, bởi họ sợ mặt mỏng quá sẽ cảm lạnh. Đúng, việc mặt mỏng dẫn đến cảm lạnh nhưng mặt ấm quá chưa chắc đã hay. Quần áo mặc trên con người khi mặc quá ấm áp, cũng dễ bị cảm vì không thể thoát mồ hôi ra ngoài được. Mặc quần áo hãy mặc vừa đủ, cảm thấy thoải mái hoạt động và đủ ấm chứ đừng ấm quá mức. 2. Ăn không cần quá no. Con người thường vì tham một miếng ăn mà dễ làm hại đến dạ dày của bản thân. Cơ thể con người năng lực hấp thụ của chúng ta có giới hạn đừng chỉ vì no lòng đói con mắt mà vẫn tiếp tục ăn thêm, điều đó quả thực không tốt. Khi ăn chỉ ăn 7 đến 8 phần no, trong bữa ăn nên có canh, rau thịt kết hợp. Tuyệt đối hạn chế rượu bia, chất kích thích, đồ uống có ga gì sẽ gây hại cho sức khỏe của bản thân. Tác hại của việc ăn quá no mỗi ngày dạ dày sẽ phải tiết ra khoảng 8.000mg dịch để tiêu hóa hết các thức ăn mà con người nạp vào. Việc ăn quá no sẽ khiến cho dạ dày bị căng phòng, nhu động ruột chậm lại, dịch tiêu hóa tiết ra không đủ và từ đó dẫn đến việc thức ăn không thể tiêu hóa hết. Những lý do gây ra hiện tượng ăn quá nhiều Trong cuộc sống, có rất nhiều lý do khiến mọi người không thể kiểm soát được hành vi của mình và dẫn tới ăn quá nhiều. Cụ thể là các trường hợp ăn tiệc buffet, tiệc buffet rất phong phú thức ăn, cộng thêm tâm lý mọi người nghĩ rằng phải ăn cho đủ số tiền đã bỏ ra nên đã dẫn tới ăn quá nhiều, vượt quá sự kiểm soát của cơ thể. Họp mặt những bữa tiệc họp mặt bạn bè hay gia đình đều khiến cho mọi người có tâm trạng phấn khởi, hào hứng mà dẫn tới ăn quá no. Công việc quá bận rộn. Những người có công việc quá bận rộn sẽ có thói quen ăn dội dàng. Khoa học đã chứng minh, thời gian từ khi bắt đầu đưa thức ăn vào miệng cho đến khi não bộ tiếp nhận thông tin no là khoảng 20 phút. Chính vì thế, những người ăn hết một bữa chưa đầy 10 phút thì rất dễ rơi vào tình trạng ăn quá no, trước khi não bắt được tín hiệu đó. Buổi sáng áp lực công việc quá nhiều khiến mọi người ăn uống một cách qua loa, đến tối thì thoải mái hơn. Họ lại ăn ngon miệng hơn nên nạp nhiều năng lượng hơn so với bữa trưa và bữa sáng, hậu quả là ăn quá no vào bữa tối. Tác hại của việc ăn quá no. Dạ dày chính là nơi đầu tiên phải nhận hậu quả mỗi khi con người ăn quá no. Mỗi ngày, bộ phận này sẽ phải tiết ra khoảng 8.000mg dịch để tiêu hóa hết các thức ăn nạp vào cơ thể. Việc ăn quá no sẽ khiến cho dạ dày bị căng phòng, nhu động ruột chậm lại, dịch tiêu hóa tiết ra không đủ, từ đó dẫn đến việc thức ăn không thể tiêu hóa hết lâu dần sẽ gây ra tác hại như ăn quá no khiến khó chịu trong bụng đầy hơi thông thường các thực phẩm nạp vào sẽ được chuyển hóa thành năng lượng và các chất dinh dưỡng cần thiết để nuôi cơ thể tuy nhiên nếu như bạn ăn quá no thì các cơ quan trong hệ tiêu hóa sẽ phải hoạt động quá mức hết công suất và làm ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa thức ăn Thực tế, một số người ăn quá no bị tiêu chảy là do nhu động ruột bị kích thích sau khi hệ thống tiêu quá quá tải. Bên cạnh đó, song song với việc nuốt thức ăn thì cơ thể cũng tiếp nhận vào bụng một lượng không khí nhất định. Nếu ăn quá nhiều thức ăn cũng đồng nghĩa với việc nuốt phải nhiều không khí hơn. Điều này sẽ khiến bạn cảm thấy khó chịu, trướng bụng lúc này cách tốt nhất để giải phóng khí trong dạ dày là đi bộ ăn quá no khiến cơ thể cảm thấy nóng hơn khi bạn ăn quá nhiều so với mức bình thường thì quá trình trao đổi chất của cơ thể cũng sẽ được thúc đẩy với tốc độ nhanh chóng khiến cho nhịp tim tăng nhanh hơn mồ hôi ra nhiều và cơ thể sẽ cảm thấy nóng hơn sau khi quá trình trao đổi chất kết thúc Mọi việc sẽ trở lại bình thường, tuy nhiên, nếu bạn muốn dễ chịu hơn thì có thể tắm nước mát để hạ nhiệt. Ăn quá no khiến mất ngủ. Nếu bạn không muốn bị bồn chồn, mất ngủ thì tốt nhất là không nên ăn quá no vào buổi tối hoặc ngừng ăn khi đã gần giờ đi ngủ. Ăn quá no khiến chóng mặt ngoài việc khiến cơ thể khó ngủ thì việc ăn quá nhiều còn gây chóng mặt nguyên nhân là do việc ăn quá no sẽ khiến cho quá trình tiêu hóa thức ăn tốc độ chuyển hóa và nhịp tim tăng nhanh hơn ăn quá no khiến cơ thể căng thẳng khó tập trung nếu ăn quá no cơ thể sẽ giải phóng hóc môn insulin Hóc môn này có nhiệm vụ dự trữ lượng đường dư thừa với mục đích dự phòng mức đường huyết xuống thấp. Việc giải phóng thêm nhiều hóc môn insulin có thể sẽ khiến cho lượng đường trong máu suy giảm, gây ra những cảm giác căng thẳng, thẫn thờ và không thể tập trung. Ăn quá no khiến bụng phình to. Sự thay đổi dễ nhận biết nhất sau khi ăn quá nhiều, đó là kích thước bụng tăng lên phình to. Tuy nhiên, bạn cũng không nên quá lo lắng, bởi sau khi thức ăn đã được tiêu hóa thì dạ dày sẽ co lại về kích thước như bình thường. Bí quyết để ăn không quá no Ăn quá no có thể gây ra những tác hại tức thời và lâu dài cho cơ thể con người. Do đó, để hạn chế ăn quá no, mỗi người cần thực hiện theo các cách sau đây nên ăn chậm nhai kỹ theo nghiên cứu thời gian phản ứng của não bộ đối với việc ăn uống là căn cứ theo trọng lượng cơ thể do đó việc ăn chậm nhai kỹ sẽ giúp não bộ có đầy đủ thời gian sản sinh phản ứng đã no hay chưa từ đó tránh được việc ăn quá no tập trung trong quá trình ăn trong khi ăn uống tốt nhất là không nên phân tán tư tưởng không nên vừa ăn vừa xem TV hay chơi game nói chuyện trong bữa ăn hàng ngày tốt nhất không nên nghĩ ngợi nhiều chỉ nên tập trung vào việc ăn uống thưởng thức mùi vị thơm ngon những miếng đầu tiên cảm giác ngon nhất chính là khi ăn những miếng đầu tiên sau đó vị giác có thể thay đổi và mất đi sự nhạy cảm do đó khi ăn nên tập trung thưởng thức mùi vị thơm ngon của thức ăn trong những miếng đầu tiên để không ăn quá no nên ăn bằng bát đĩa nhỏ việc sử dụng bát đĩa nhỏ có thể sẽ giúp chúng ta không ăn quá nhiều thức ăn tuy nhiên cũng cần điều chỉnh lượng thức ăn cho vào bát để giúp não bộ nâng cao sức chú ý đối với thức ăn và từ đó ước lượng số lượng thức ăn có thích hợp hay không ăn các thức ăn dễ no. Theo nghiên cứu, một người không nên ăn quá nhiều những loại thực phẩm chứa nhiều calo mà chỉ nên ăn những loại thực phẩm giàu chất xơ, nước và protein để có cảm giác nhanh no, đáp ứng được việc ăn không nhiều nhưng thấy no và lượng calo đưa vào cơ thể cũng không quá nhiều. Tóm lại, mỗi người đều nên ăn chậm nhai kỹ để giảm bớt áp lực đối với dạ dày và tuyệt đối không nên nạp quá nhiều thức ăn vào cơ thể để tránh những tác hại không mong muốn xảy ra ba nhà không cần quá rộng trong cuộc sống đời người tất thảy ai cũng có tham vọng của bản thân người thì mong có cơm no áo ấm có người lại mong nhà cao cửa rộng nhưng sống ở trên đời chúng ta nên học cách thích nghi với mọi hoàn cảnh không nhất định phải sống trong một căn nhà quá rộng nguy nga tráng lệ vì căn nhà ấy sẽ khiến bạn kiệt kệ vì dọn dẹp vì mệt mỏi vì những khoản nợ trên đầu con người chỉ cần sống trong một ngôi nhà vừa đủ tiện nghi một căn phòng đủ sạch sẽ và thoải mái khi ấy tâm tính của chúng ta sẽ luôn lương thiện, không tham vọng sân si. 4. Không cần đi quá nhanh. Để giữ gìn sức khỏe tốt, chúng ta nên tạo dựng thói quen đi bộ. Nếu phải ngồi xe một thời gian lâu, sẽ khiến cho chân bạn mất đi sự linh hoạt nhanh nhẹn vốn có. Nhưng cũng đừng vì thế mà trở nên vội vàng, hấp tấp những người lúc nào cũng dội dội, vàng vàng sẽ chỉ thêm mệt mỏi, khổ sở. Sức khỏe của chúng ta được đảm bảo bằng cách hoạt động chậm rãi, vừa đủ. 5. Không lao động quá mệt. Mỗi một người sẽ có cường độ lao động khác nhau. Nhưng con người ai cũng có những giới hạn nhất định của bản thân. Việc lao động quá sức khiến cho con người dễ bị thương Làm việc là việc cả ngày, cả tháng, cả năm và kéo dài cả đời Chứ không phải ngày một ngày hai là xong Vì vậy luôn kết hợp làm việc điều độ và thời gian nghỉ ngơi hợp lý để giữ gìn sức khỏe 6. Không nên quá an giật Cả ngày không động tay động chân làm gì, bạn sẽ cảm thấy cuộc sống trở nên vô vị. Vậy nên ngay cả khi đã về hưu chúng ta cũng nên tham gia các hoạt động như đọc sách, viết lách, tập thể dục để cảm thấy tinh thần thoải mái, sức khỏe được cải thiện và tăng tuổi thọ. 7. Không nên giữ bực tức trong người, không nên tức giận quá lâu. Cuộc sống con người không thể lúc nào cũng như ý muốn của bản thân có rất nhiều chuyện xảy ra khiến bản thân khó lòng có thể không khó chịu, tức giận. Nhưng tâm trí muộn phiền thì dạng lần càng không nên tức giận. Việc đó sẽ không chỉ khiến bản thân tổn thương mà cơ thể cũng bị tổn thương. Để có thể kiểm soát cảm xúc, nên thường xuyên duy trì thái độ lạc quan trong cuộc sống. 8. Không nên cầu danh lợi tiền tài, danh lợi chỉ là vật ngoài thân, sinh không mang đến, tử không mang đi, chỉ như mây khói bay mà thôi. Sống thoải mái, an nhàn hưởng thụ, có danh lợi thì tốt, không có thì đừng tham lam tuy cầu. 9. Không tham lam Con người có thể sống một đời không tham lam, không truy cầu, không dướng mắt ràng buộc. Bản thân cảm thấy đủ, cảm thấy hài lòng và luôn vui vẻ, thuận theo lẽ tự nhiên là có thể sống khỏe mạnh không lo bệnh tật. 20 kiến thức cơ bản chăm sóc sức khỏe, sống lâu, không bệnh, ai cũng nên tìm hiểu. Chế độ sinh hoạt hàng ngày và sức khỏe có liên quan mật thiết với nhau đôi khi vì không hiểu nên có thể vô thức làm hại chính mình dưới đây là những điều cơ bản ai cũng nên tìm hiểu một uống canh bổ dưỡng cơ thể là không đủ canh bổ dù có hầm lâu tới mấy cũng chỉ là dịch lỏng chứa các loại axit amin hòa tan các chất dinh dưỡng vẫn ở trong xương thịt canh xương cũng không thể bổ sung canxi khi hầm trong nồi áp suất một vài giờ, chất canxi trong trong đó chỉ cao hơn nước máy một chút, hàm lượng chất béo cũng không nhiều. 2. Chỉ có 3 loại đồ ăn nhẹ lành mạnh tốt cho sức khỏe. Về cơ bản chỉ có 3 loại đồ ăn nhẹ tốt cho sức khỏe đó là trái cây, các loại hạt và sữa chua. Tuy vậy, trái cây và các loại hạt không thể ăn quá nhiều. Nếu ăn sữa chua tốt nhất nên chọn loại nguyên vị, phụ gia ích. 3. Bánh mì, sữa không phải là bữa sáng lành mạnh. Vấn đề chủ yếu vì hàm lượng đường trong bánh mì và sữa cao. Ăn vào sẽ làm lượng đường trong máu tăng nhanh và cũng nhanh chóng tụt xuống từ đó dễ bị mệt mỏi. Bánh mì thường đều qua chế biến nên làm nhiều chất dinh dưỡng biến mất. 4. Ăn uống thanh đạm là chế độ ăn ít dầu và muối. Chế độ ăn ít dầu và muối không có nghĩa ăn rau luộc là tốt nhất cho sức khỏe. Cần bổ sung các loại chất béo, muối vô cơ và dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. 5. Nước ép hoa quả không bằng nước ép rau củ. Một quả táo hoặc lê, nhiều nhất chỉ được nửa cốc nước ép. Uống hai hoặc ba ly nước trái cây, tương đương với hấp thu thêm 4 đến 6 phần đường. Nếu bổ sung nhiều rau củ tươi lẫn một chút hoa quả sẽ đầy đủ dinh dưỡng hơn. 6. Bữa chính ăn quá ít sẽ giảm thọ. Theo kết quả một nghiên cứu được công bố trên tạp chí LANCET Public Health, bữa chính ăn quá ít nguy hiểm hơn nếu ăn quá nhiều. 7. Không nên bổ sung các loại thực phẩm bổ dưỡng một cách mù quáng. Nhiều người quan niệm thực phẩm bổ dưỡng là hoàn toàn không có hại. Tuy nhiên, sử dụng chúng cần căn cứ vào thể chất của từng người. Đối với một số, thực phẩm bổ dưỡng cũng giống như thêm dầu vào lửa. Ví dụ, ung thư đại tràng có mối quan hệ nhất định với các chất dinh dưỡng hấp thu vào cơ thể, ăn càng nhiều thực phẩm bổ dưỡng càng ngược lại. 8. Không nên lái xe sau khi uống thuốc cảm. Sau khi uống thuốc cảm lạnh cần chú ý lái xe cẩn thận tốt nhất không nên lái trong vòng 24 giờ sau khi uống. Nguyên nhân vì 90% các loại thuốc cảm có chứa lorpheniramine, dễ gây buồn ngủ và mệt mỏi và sẽ gặp nguy hiểm nếu ngủ gật trên đường. 9. Người già thường cắn vào lưỡi có thể là tiền thân của đột quỵ. Thỉnh thoảng cắn lưỡi là bình thường. Nhưng nếu xuất hiện tình trạng này có thể cẩn thận đây có thể là triệu chứng báo trước đột quỵ. Nguyên nhân gì khi các dây thần kinh của não bị chèn ép sẽ làm lưỡi không thể hoạt động linh hoạt. 10. Khối u trên cơ thể không đau nguy hiểm hơn đau. Có những khối u đột nhiên xuất hiện trên cơ thể không nguyên nhân. Ví dụ, ở vú, các triệu chứng đỏ Sưng và đau nhiệt thường là chứng viêm nhiễm thông thường. Tuy nhiên, nếu khối đó không đau, gây ảnh hưởng tới vận động như ban đầu, khả năng ác tính sẽ lớn hơn. Nếu phát hiện những khối u có tình trạng này, nên lập tức đến viện kiểm tra. 11. Gai xương là sản phẩm bình thường của cơ thể. Gai xương là bệnh lý thay đổi bình thường khi cơ thể dần lão quá. Đại đa số nếu không có triệu chứng biểu hiện thì không cần trị liệu. Dùng bất kỳ loại thuốc nào cũng không loại bỏ được hoàn toàn mà chỉ làm giảm đau. 12. Nguyên nhân gây đái tháo đường không phải chỉ do ăn nhiều đường. Nguyên nhân chính của bệnh đái tháo đường type 1 là do di truyền, và của type 2 là béo phì. Tất nhiên, nếu lượng đường trong máu tăng cao, nên hạn chế hấp thu vào cơ thể. 13. Cảm lạnh là bệnh nan y không trị cũng khỏi. Giờ câu do white paper được xuất bản bởi Đại học Y khoa và Sức khỏe Cộng đồng Wisconsin năm 2010 chia sẻ. Thứ nhất, có hơn 100 loại virus có thể gây cảm lạnh. Hiện tại trên thế giới không có thuốc chống virus cảm lạnh. Thứ hai, thuốc cảm lạnh không thể điều trị vì chúng không thể diệt virus. Chỉ có hệ thống miễn dịch của cơ thể mới thực hiện được. Thứ ba, thông thường các triệu chứng biểu hiện sẽ kéo dài trong khoảng một tuần và sẽ tự khỏi cho dù có dùng thuốc hay không. 14. Tâm trạng của bạn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Theo kết quả một cuộc khảo sát tại Hoa Kỳ, 75% số người bị đau cột sống cổ, 80% bị đau đầu, 99% đầy hơi và 90% mệt mỏi là do cảm xúc của cơ thể gây ra. Mọi cơ quan nội tạng đều liên quan mật thiết tới các loại tâm trạng cảm xúc. 15 thuốc cảm lạnh nên uống cách nhau 4 giờ. Hầu hết các loại thuốc cảm lạnh đều chứa thành phần hóa học hạ sốt và giảm đau của acetaminophen. Nếu bạn dùng nhiều loại thuốc cảm lạnh hoặc kết hợp thuốc đông y và tây y, đều vô tình bị quá liều và gây tổn thương gan. 16. Không có thuốc nào có tác dụng đảo ngược đối với đục thủy tinh thể có nhiều loại thuốc nhỏ mắc sử dụng lâm sàng trong điều trị đục thủy tinh thể, nhưng không có loại nào có tác dụng nghịch chuyển bệnh. Nói cách khác, những loại này chỉ có thể làm giảm bớt sự phát triển bệnh ở mức độ nhất định, không thể đảo ngược. Để điều trị các bác sĩ về cơ bản đều khuyên phẫu thuật. 17. Không nên nhỏ thuốc nhỏ mắc rơi vào nhãn cầu. Nhiều người có thói quen nhỏ thuốc nhỏ mắt vào nhãn cầu, điều này không đúng. Nên nhỏ vào mí mắt dưới hoặc phần lòng trắng bên dưới. 18. Không xuất hiện triệu chứng gì chớ dùng viên ngậm họng. Các viên ngậm họng thường làm dạng kẹo, làm dụng sẽ tiêu diệt rất nhiều vi khuẩn trong miệng, gây mất cân bằng, nhiễm nấm hình thành loét và các bệnh về răng miệng. Vì vậy, tốt nhất không nên sử dụng khi không có bệnh. 19. Ba thói quen đơn giản giúp tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể. Khi ngủ, cơ thể tiết ra hai loại hormone quan trọng giúp tăng cường hệ miễn dịch. Câu hỏi làm thế nào để nâng cao hệ miễn dịch của cơ thể? luôn là một đề tài thiết thực và quan trọng. Chẳng hạn, muốn chống lại dịch COVID-19, chỉ dựa vào vaccine và khẩu trang là chưa đủ. Các nghiên cứu khoa học chỉ ra có ba thói quen có thể nâng cao khả năng miễn dịch một cách hiệu quả, giúp chống lại sự xâm nhập của virus. Làm việc nghỉ ngơi có quy luật, ngủ đầy đủ trong giấc ngủ cơ thể người sẽ tự phục hồi con người là một thể sinh mệnh có quy luật đi ngủ buổi tối và thức dậy vào buổi sáng khi bạn làm việc và nghỉ ngơi theo đồng hồ sinh học của bản thân thì sẽ có lợi cho sức khỏe của mình ngủ nhất là ngủ vào buổi tối đó không phải là lãng phí thời gian mà là cơ thể đang tiến hành việc quan trọng tự chữa và phục hồi khi bạn bị cảm mạo, buổi tối uống một chén thuốc cảm mạo, sau đó ngủ một giấc, thông thường đến sáng hôm sau thì sẽ khỏi trên 50%. Đây là gì khi đại não nghỉ ngơi, cơ thể thuộc trạng thái thả lỏng, áp lực được giải tỏa. Lúc này, hệ thống miễn dịch bắt đầu tự sửa chữa điều chỉnh, chức năng miễn dịch cũng được khôi phục virus trong cơ thể càng dễ được loại bỏ khi ngủ cơ thể tiết ra hai loại hormone quan trọng giúp tăng cường hệ miễn dịch khi con người nghỉ ngơi quá trình tiết hormone trong cơ thể cũng thay đổi hai loại hormone tăng cường hệ miễn dịch là hormone tăng trưởng và melatonin sẽ tăng mạnh ngoài thúc đẩy sự phát triển của xương Hóc môn tăng trưởng đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì các cơ quan miễn dịch quan trọng như lá lách và tuyến ức, tăng chức năng của tế bào T và tế bào B, và thúc đẩy chức năng của tế bào sát thủ tự nhiên. Tăng tiết hóc môn tăng trưởng có thể nâng cao khả năng kháng virus. Ban đêm, lượng hóc môn tăng trưởng được tiết ra nhiều hơn gấp 2 đến 3 lần ban ngày. Thời điểm nhiều nhất là từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng. Melatonin có thể bảo vệ hệ thống miễn dịch của con người và tăng khả năng sản sinh interferon của tế bào. Interferon là cytokine nhân tế bào quan trọng nhất của hàng rào miễn dịch tự nhiên của cơ thể. Với lượng dự trữ interferon đầy đủ trong cơ thể thì sẽ không sợ bị virus xâm nhập lượng melatonin được tiết nhiều nhất là thời điểm từ lúc 10 tối đến 4 giờ sáng. Khoảng thời gian này, lượng melatonin tiết ra nhiều hơn ban ngày từ 5 đến 10 lần. Hai loại hóc môn này đều được tiết ra tương đối nhiều trong lúc ngủ tối, nhất là lúc ngủ sâu. Ngoài ra, trong khi ngủ, các hóc môn đóng vai trò tiêu cực bị giảm xuống. Ví dụ, Hóc môn epinephrine, thường được gọi là hóc môn căng thẳng, tiết ra cao điểm vào lúc 8 giờ sáng và lượng bài tiết của nó tương đối thấp vào ban đêm. Do đó, khoảng thời gian từ 11 tối giờ đến 7 giờ sáng là thời gian vàng của giấc ngủ. Hệ thống thần kinh giao cảm hoạt động thấp vào ban đêm. Ngoài ra, khi ngủ Hoạt động của thần kinh giao cảm cũng sẽ giảm xuống mức thấp khi thần kinh giao cảm hoạt động sẽ khiến con người hưng phấn khiến toàn bộ hệ thống miễn dịch mệt mỏi buổi tối ngủ không ngon giấc ban ngày không bù đắp được điều cần chú ý là giấc ngủ ban đêm không thể bù đắp bằng ngủ bù vào ban ngày được thức khuya thời gian ngủ buổi tối quá ít chất lượng giấc ngủ bị giảm đều sẽ ảnh hưởng đến lực miễn dịch chắc hẳn nhiều người đã từng có trải nghiệm này thức khuya hoặc làm việc liên tục ngủ không sâu giấc cơ thể thường xuyên suy nhược dường như ngủ thế nào cũng không thể bù đắp được dẫn động ngồi thiền tĩnh tâm Dận động là then chốt giúp nâng cao năng lực miễn dịch. Dận động thích hợp vào ban ngày như chạy chậm hoặc tản bộ đều rất tốt. Ngoài ra, mọi người cũng có thể thử tập luyện thân tâm như ngồi thiền. Ngồi thiền có thể làm giảm áp lực tâm lý của con người, giải phóng lo lắng, căng thẳng, cáo kỉnh và các cảm xúc tiêu cực khác làm cho cảm xúc của con người trở lên bình tĩnh và bình yên và giảm tiết ra hóc môn căng thẳng. Ngồi thiền không cần phải lâu, ngồi 15 phút tĩnh lặng có thể có hiệu quả. Ngoài ra, ngồi thiền còn có khả năng giảm lão hóa tế bào miễn dịch, khiến hệ thống miễn dịch duy trì trạng thái trẻ khỏe. Quang dung, dị tha Tâm thái khác nhau cũng ảnh hưởng đến chức năng miễn dịch và năng lực chống lại virus của cơ thể chúng ta. Nghiên cứu khoa học cho thấy hai tâm thái dưới đây có thể nâng cao năng lực miễn dịch. Dị tha Một nghiên cứu đăng trong kỷ yếu diện hàng lâm khoa học quốc gia Hoa Kỳ cho thấy, người có lòng dị tha, năng lực chống virus của hệ thống miễn dịch tương đối mạnh thế nào là tâm thái dị tha chính là nghĩ cho người khác nhiều hơn suy nghĩ cho người khác không chỉ là vấn đề tâm thái mà nó thực sự sẽ sinh ra thay đổi thực tế ở tầng vật chất bề mặt khoan dung ngoài dị tha ra còn có một loại tâm thái cũng sẽ khiến cho lực miễn dịch được nâng cao đó chính là khoan dung những người thường xuyên biết khoan dung tha thứ cho người khác thường ít có cảm xúc tiêu cực hơn. Lúc này, corticosteroid ít gây áp lực lên hệ miễn dịch hơn. Chức năng miễn dịch không bị ức chế nên khả năng kháng virus cũng sẽ được cải thiện. Không chỉ tâm thái của tự thân tốt và lòng dị tha của tự thân có thể cải thiện tích cực hệ thống miễn dịch mà khi nhìn thấy hành vi dị tha của người khác hoặc xem phim hoặc nghe những câu chuyện tương tự, cũng có thể khởi tác dụng tương tự tích cực như thế. Trong thời kỳ đại dịch, chúng ta đều dành thời gian ở nhà tương đối nhiều. Khi chúng ta lựa chọn các chương trình giải trí cũng có thể lựa chọn xem các nội dung tích cực. Ví dụ như các tiết mục kể về câu chuyện làm việc tốt giúp người khác, sự thành thật, Trung nghĩa, chính trực đều sẽ nâng cao năng lực miễn dịch của chúng ta. 20. Muốn trường thọ hãy học chính phương pháp dưỡng sinh lưu hành thời cổ đại. Từ xưa tới nay, kéo dài tuổi thọ, sống lâu trăm tuổi luôn là điều mọi người mong muốn và theo đuổi. Người hiện đại có một bộ quan niệm về dưỡng sinh, nếu cho rằng vì thông tin thời cổ đại không phát triển, Người thời xưa sẽ không hiểu những tri thức về dưỡng sinh hoặc cho rằng đó chỉ dành riêng cho dương công quý tộc thì thực sự đã sai lầm. Kỳ thực, thái độ sống chất phát, không mưu cầu danh lợi của người xưa chính là phương pháp tốt nhất. Chúng ta hiện nay nên học hỏi cổ nhân làm sao để điều hòa ngũ dị, chân thành ngay thẳng chính trực, đạo dưỡng sinh thuận theo thời gian. Dưới đây hãy cùng tìm hiểu cách chăm sóc sức khỏe của ông cha ta xưa kia. Một Ẩm thực dưỡng sinh Theo quan điểm của cổ nhân, chế độ ăn uống hợp lý có thể điều dưỡng tinh khí, khắc phục sửa chữa những chết lệch về âm dương tạng phủ, phòng ngừa trị bệnh, kéo dài tuổi thọ. Vì vậy cổ nhân chú trọng chế độ ăn uống phong phú, điều hòa ngũ dị hoàng đế nội kinh giảng ngũ cốc di dưỡng ngũ quả di trợ ngũ súc di ích ngũ thái di sung ý nghĩa là ngũ cốc lương thực chính là thực phẩm căn bản để người ta dựa vào đó mà sinh tồn là nguồn cung cấp dinh dưỡng ngũ quả rau và các loại thịt đều là thực phẩm hỗ trợ bổ sung bồi bổ Ngũ cốc bao gồm Ngũ cốc bao gồm đạo lúa Thử kê, tắc hay túc Kê vàng hoặc ngô Mạch bao gồm đại mạch Tiểu mạch, hắc mạch và yến mạch Thục, đậu tương Là các loại cây lương thực chủ yếu Ngũ quả bao gồm Đại táo, mận, hạt dẻ, hạnh nhân Hồ đào đều là chỉ các loại hoa quả Ngũ súc bao gồm Trâu, chó, lợn, kê, gà tức các loại thịt. Ngũ thái là chỉ các loại rau xanh có rẻ, có thân, lá, hoa quả đều có thể ăn. 2. Thuận thời dưỡng sinh Trong rất nhiều tác phẩm cổ điển của Trung Y đều nhấn mạnh phương pháp dưỡng sinh áp dụng cho bốn mùa là khác nhau. Dạng vật trên trái đất đều có sinh, sinh trưởng, trường, trường thành, thu, thu hoạch, gặt hái, tàn, ẩn nút, che giấu. Đây là thuận theo quy luật thay đổi khác nhau trong bốn mùa của khí hậu. Cơ thể con người cũng như vậy. Do đó, về phương diện ăn mặc đi lại hư trú, cần dùng phương pháp thích hợp với tình thế hiện tại để tự điều chỉnh cuộc sống của mình sẽ có thể hỗ trợ giúp phòng ngừa bệnh tật. Lục phủ ngũ tạng của con người, sự vận hành của khí huyết âm dương đều cần thích ứng với thời điểm của bốn mùa, nếu không làm trái khí của xuân thì tổn thương tới can, làm trái khí mùa hạ thì tổn thương tâm, làm trái khí mùa thu sẽ tổn thương phế, làm trái khí mùa đông sẽ tổn thương thận. 3. Kinh lạc dưỡng sinh. Theo hoàng đế nội kinh kinh lạc có tác dụng quyết định sinh tử giải quyết bách bệnh điều tức hư thực kinh lạc cũng giống như hệ thống mạch lưới trải rộng khắp cơ thể người kiểm soát sự vận hành của huyết và khí để bảo đảm chức năng của các mô và hệ thống hoạt động bình thường đông y giảng bất thông tác thống bất thông tác bệnh nghĩa là không thông thì đau không thông thì là có bệnh chính là nói rõ nếu kinh lạc không thông suốt thì bệnh tật sẽ xuất hiện trên cơ thể. Các chuyên gia dưỡng sinh thời cổ đại cho rằng khai thông kinh lạc có thể coi là một biện pháp quan trọng của dưỡng sinh. Biện pháp đơn giản nhất đó là thường xuyên kích thích, xoa bóp châm cứu vào ba huyệt dị trọng yếu, huyệt hợp cốc có thể phòng ngừa và điều trị các bệnh ở phần mặt, ngũ quan. Quyệt nội quan có thể hỗ trợ giúp phòng ngừa các bệnh về tim mạch. Quyệt túc tam lý có thể phòng ngừa bệnh của lục phủ ngũ tạng, đặc biệt có tác dụng hiệu quả đối với các bệnh lý về đường tiêu hóa. 4. Giảm độc dưỡng sinh Theo y học cổ truyền Trung Hoa, năm loại cảm xúc là tức giận, vui vẻ, suy tư, buồn rầu, sợ hãi có liên quan mật thiết với các tạng phủ. Bởi vì những cảm xúc quá khích có thể gây ảnh hưởng dẫn tới mất thăng bằng về chức năng hoạt động của các cơ quan trong cơ thể, khiến ngủ tạng mệt mỏi. Quan điểm này đã được nhiều danh y các triều đại trong lịch sử ứng dụng trong dưỡng sinh. Cổ nhân quan điểm Người ta nếu vui buồn bất thường sẽ khiến âm dương và khí huyết trong cơ thể mất thăng bằng. Mệt nhọc quá mức sẽ gây ảnh hưởng tới khí huyết ở tỳ. Về mặt ăn uống thì sinh ẩm, diệt, đàm trọc. Phạm tội tà dâm, tổn thương nguyên khí khiến khí độc bên ngoài thâm nhập thì sinh ra bách bệnh. Những nhân tố này đều bị coi là độc. Do đó lấy giảm độc để bảo toàn đạo dưỡng sinh của chân khí. Phương pháp giảm độc chính là thông qua điều chỉnh ăn uống, dùng các vị thuốc hoặc biện pháp khác nhau để giảm những độc tố tích tụ trong cơ thể, phòng ngừa sinh bệnh, giảm lão hóa từ đó kéo dài tuổi thọ. Năm. Cố tinh dưỡng sinh. Theo quan điểm của cổ nhân, Tinh huyết là bộ phận tinh hoa trong vật chất dinh dưỡng của cơ thể người, là cơ sở vật chất của sinh mệnh. Lục phủ ngũ tạng được cung cấp đủ tinh huyết mới có thể bảo đảm chức năng hoạt động bình thường. Cố tinh ít thận là một nét đặc sắc trong dưỡng sinh của Trung y. Nếu ham muốn tình dục vô độ không có sự tiết chế, tinh huyết hao tổn quá nhiều sẽ khiến cho thân thể yếu ớt, nhiều bệnh tật giảm tổn thọ mệnh. Giữ gìn tinh nguyệt mới có thể trì hoãn lão hóa, tăng cường tuổi thọ. 6. Tỉnh thần dưỡng sinh Tức giận tổn thương tới can, vui vẻ tổn thương tâm, u buồn tổn thương phế, sợ hãi tổn thương thận. Ưu tư, buồn phiền không thể kiểm soát được cảm xúc sẽ khiến chức năng của hệ thần kinh mất cân bằng, dẫn tới âm dương trong cơ thể rối loạn từ đó sinh ra bách bệnh sớm suy yếu thậm chí đoạn mệnh trong dưỡng sinh truyền thống tỉnh thần giữ cho tinh thần tĩnh lặng chiếm vị trí vô cùng quan trọng thông qua các phương pháp như dưỡng tâm điều chỉnh cảm xúc ý chí điều tiết các phương pháp sinh hoạt có thể khiến ngủ tạng được ổn định từ đó giúp phòng ngừa các loại bệnh, tăng cường sức khỏe và kéo dài tuổi thọ. 7. Tu thân dưỡng sinh. Người xưa cho rằng, những người theo đuổi sức khỏe và trường thọ trước hết phải bắt đầu từ việc tu thân. Nho giáo lấy tâm làm gốc, khi bàn luận về dưỡng sinh, thường đề cập chú trọng tới việc tu thân, bồi dưỡng đạo đức để đạt tới sự thăng hoa về tâm linh khiến thân thể mạnh khỏe. Người xưa có câu, đại khí hại thân, tức giận là một loại cảm xúc tiêu cực. Nếu một người thường xuyên tức giận sẽ gây ra tổn thương cả cho thân và tâm, đặc biệt là tổn thương nghiêm trọng đến tạng gan. Vì vậy hai danh y nổi tiếng là Mạnh Thuyết Dân và Tôn Tư Mạc đều chú trương dưỡng thành phát triển thiện hạnh, thường làm những việc có lợi cho người khác, khiến tâm thái khoáng đạt rộng mở tâm hồn vui vẻ và tự nhiên làm cho cơ thể khỏe mạnh. 8. điều khí dưỡng sinh cổ nhân cho rằng nguyên khí của con người có thể chuyển hóa thúc đẩy và củng cố khí huyết nuôi dưỡng toàn bộ các mô và cơ quan trong cơ thể chống lại các yếu tố gây bệnh tăng cường chức năng của các tạng phủ Điều chỉnh khí huyết và cảm xúc, nhân tâm đều có quan hệ trực tiếp, là then chốt giúp duy trì sức khỏe. Điều khí dưỡng sinh chủ trương thông qua các phương thức như cẩn thận trong cuộc sống hàng ngày, thuận theo bốn mùa, không làm việc quá lao lực, mệt mỏi, điều chỉnh chế độ ăn uống, cảm xúc, nói ít để điều dưỡng nguyên khí đạt được công hiệu chữa bệnh và kéo dài tuổi thọ. 9. Tiến bổ dưỡng sinh Y học cổ truyền Trung Hoa nhấn mạnh việc dưỡng sinh đúng lúc, nghĩa là mùa xuân và mùa hạ dưỡng dương, mùa thu và đông dưỡng âm. Dưỡng sinh là một loại thái độ sống, cần thực hiện từng bước một từ trong cuộc sống. Nguyên nhân gì dù là cảm xúc tình cảm, ăn uống, thói quen, khí hậu đều có thể ảnh hưởng tới sự khỏe mạnh của ngũ tạng. Đông y cho rằng, con người là một sinh vật trong tự nhiên, luôn luôn tiếp xúc với hoàn cảnh tự nhiên, cho nên không thể tách rời tự nhiên. Giữ gìn sức khỏe nên bắt đầu từ việc dưỡng ngũ tạng theo mùa, mùa xuân nên dưỡng can, mùa hạ nên dưỡng tâm, dưỡng tỳ Mùa thu nên dưỡng phế, mùa đông nên dưỡng thận. Tương ứng với bốn mùa, trung y sẽ dùng các vị thuốc bổ dưỡng để điều hòa âm dương, dưỡng tạng, dưỡng tinh khí huyết để bồi bổ cơ thể, phòng và chữa bệnh. Buông bỏ gánh nặng trong tâm và bắt đầu cuộc sống mới an nhiên bạn có thấy xung quanh mình rất nhiều người đang bị áp lực về công việc tiền bạc tình cảm hay sức khỏe nhưng người trong cuộc thường ít ý thức ra bản thân đang xem nặng hay quan trọng quá một vấn đề nào đó nhưng người ngoài cuộc thì có thể dễ quan sát thấy chứng trầm trọng quá vấn đề hay xuất hiện khi một người gặp khó khăn thực sự choáng ngợp chán nản bực bội hoặc cảm thấy vô nghĩa nếu bạn đang gặp cảnh bản thân trầm trọng vấn đề gì đó cũng đừng quá lo bởi vì bạn cũng giống như bao người khác ai rồi cũng sẽ phải trải qua tình huống khổ sở tương tự nhưng thừa nhận bản thân đang gặp cảm xúc tiêu cực cũng là một cách hay bước đầu nhận thức ra nó sau đó dùng sự dũng cảm để vượt qua nó điều đó có nghĩa là bạn muốn trở nên vững vàng trước các tình huống thì kinh qua thực tế cuộc sống cay đắng ngọt bùi là một chiến lược tốt để trưởng thành tuy nhiên để trưởng thành yêu cầu bạn cần biết cách buông bỏ gánh nặng không phải vì nó xấu hay sai mà vì nó không giúp ích gì cho bạn trong việc tạo dựng cuộc sống mà bạn mong muốn nhưng làm thế nào mới là buông bỏ gánh nặng thực sự trớ trêu thay chúng ta gần như không thể buông bỏ bất cứ thứ gì đó nếu cảm thấy chúng bất ổn phân dân liệu mất mát này có mang lại hiệu quả hay không vì người ta đâu có nhìn ra tương lai hậu giận của bản thân mình cuối cùng càng dung dưỡng tích góp chúng nhiều hơn mạnh hơn và trở thành một quẩy gánh nặng nề để bản thân phải giác theo trong những năm tháng còn lại. Sự sợ hãi đã góp phần cho loại dung dưỡng này, cũng giống các cảm xúc thất vọng, chán nản, vô vọng, bi quan chẳng ai thích chúng cả, nhưng chúng đeo bám người ta một đời. Muốn chúng biến mất ư, điều đó cũng giống như ước gì bạn không có bộ não hay trái tim rất khó để loại bỏ chúng vì vậy chúng ta hãy bắt đầu bằng cách để bản thân hòa mình vào cảm xúc khi chúng xuất hiện chúng ta có thể cho phép nó ở đó không hãy thừa nhận rằng nó ở đó và quan sát nó một cách độc lập rằng chúng không phải bản thân chúng ta chỉ khi chúng ta thực hành và chấp nhận sự tồn tại của các vị khách không mời này thì mọi việc mới có tiến triển. Bí quyết để chiến thắng ở trò chơi này là cần chú ý các vị khách này hung dữ và nặng nề đến cỡ nào vào thời điểm chúng xuất hiện. Thực hành cách phát hiện, điểm mặt được các loại này khi chúng vừa mới xuất hiện. Dần dần bạn sẽ có đủ lực lượng tinh thần, thậm chí mạnh mẽ vượt trội hơn khi đối phó với chúng tuy nhiên ở những lần đầu tiên khi chúng áp đảo bạn đừng quá ép mình phải kháng cự lại nó sẽ khiến bạn kiệt sức và thất vọng khi không thu được kết quả gì hãy tạm chấp nhận và hòa đồng với chúng nhưng sau đó bạn cần quyết định có giữ chúng lại không nếu nói không bạn cần cương quyết buông bỏ chúng và lựa chọn thứ mới mẻ hơn điều quan trọng cần nhớ là ngay lúc nó xảy đến hãy chớp thời cơ thật nhanh tóm bắt được nó tạo một cái gì đó khác biệt bạn muốn có thêm niềm vui và tình yêu trong cuộc sống của mình không nhiều sáng tạo phiêu lưu và kỳ diệu hơn không nhiều sự rộng lượng lòng biết ơn và nhiệm màu hơn không nếu bạn muốn hãy chọn những gì bạn thích và bắt đầu thực hiện chúng chọn một việc khác có nghĩa là bạn cần thực hiện những hành động không giống như những gì bạn thường làm nếu bạn muốn phiêu lưu nhiều hơn muốn trải nghiệm nhiều hơn bạn cần thực sự tham gia vào những điều mới mẻ và sẵn sàng đối mặt với nỗi sợ hãi có cuộc phiêu lưu nào mà không mang nhiều lo âu hãy lập danh sách những việc bạn có thể làm và quyết tâm thực hiện lối sống mới của mình và bắt đầu thực hiện chúng nhé